Quý thính giả thân mến, hôm nay kênh của Vân xin gửi đến quý thính giả bộ tiểu thuyết Bước Đường Cùng, đánh dấu đỉnh cao về tư tưởng của nhà văn Nguyễn Công Hoan và là một trong những tác phẩm tiêu biểu của văn học hiện thực phê phán Việt Nam trước cách mạng. Ngay sau đây, mời quý thính giả cùng đón nghe tiểu thuyết Bước Đường Cùng của tác giả Nguyễn Công Hoan. Pha nằm trên phản nhà ngoài, một tay vắt ngang trán, một tay cầm cái quạt mo, thỉnh thoảng đập phành phạch xuống chiếu. Anh không nực, nhưng phải phẩy luôn như thế để đánh tiếng rằng mình vẫn còn thức. Làm lụng quần quật suốt ngày ở ngoài đồng, Pha mệt lắm. Mọi tối vào lúc này, anh đương đánh một giấc ngon, nhưng hôm nay vì bận rộn nên anh có sức để nghe ngóng và chờ đợi. Và để lo lắng nữa, vợ anh đương dở dạ đẻ. Phải, anh không lo sao được. Ngày năm kia cái hôm vợ ở cữ, con bé dại, Pha đã một phen chí khổ. Vì đẻ con so nên chị đau đớn quằn quại hàng mấy giờ đồng hồ. Rồi đến khi cuốn queo, chị không chịu nổi cứ réo mãi tên chồng lên mà chửi. Những là mày làm khổ bà chùm sủng, một bà tắm trong 30 năm nay. Đã đỡ cho gần khắp người hàng tổng, hôm ấy cũng sợ mê, dục anh phải lập tức trèo qua nóc nhà rồi lại lội ao từ bờ nọ sang bờ kia, tuy trời rét như cắt ruột. Bây giờ Pha nghĩ lại việc ấy mà còn rùng mình, sợ như người phải đi xứ. Bởi vậy từ lúc bà chùm đến, mỗi khi nghe tiếng bà dục vợ dặn và chị ấy ỉ ạch, thở như người sắp tắt hơi, anh lại thương vợ và lo cho mình. Mải vẩn vơ nghĩ bao nhiêu, Pha cảm cảnh trơ trọi bấy nhiêu. Thực vậy, ba anh em ruột của Pha, Quấy thì chết, Quậy thì đi làm ăn ở trên mỏ Thái Nguyên, Hòa thì cứ tháng chạp năm ngoái. Sau hồi đói kém, đi bạt tận đâu đâu, chẳng nhắn tin về. Anh vẫn tưởng hắn ra ngoài tỉnh, nhờ ông Bát Hương là chú họ, vì ông này buôn bán giàu có. Nhưng không phải, chị ruột anh, chị Sáo, nhờ trời được phong lưu, nhưng lại lấy chồng xa. Pha hơn anh em được cái vợ có vốn đi chợ, gánh hàng xén đáng giá bộ 30 đồng ấy đã cung cấp cho hai miệng đủ ăn, không phải chạy ngược chạy xuôi và chỗ 8 xào ruộng của cha mẹ chia cho, không đến nỗi chết non chết yểu. Nhà Pha ở vào đầu sớm Trũm, làng An Đạo, làm trong miếng đất thiên thẹo, rộng độ 10 thước. Đất ấy của ông bà nhạc cho vợ chồng anh mới cưới. Từ khi ăn riêng, anh mới cố rúm lấy một cái nhà. Thôi thì để che mưa che nắng, đỡ mang tiếng là có đất mà đi ở nhờ người khác. Nhà ấy cũng như phần nhiều nhà trong làng chúng ta. Nó là hai cái mái lợp tranh, hờ hững, úp trên những bức vách thấp lẻ tè và mỏng dinh dính. Nó có hai gian ngoài và một gian buồng. Mà đầu nhà và dưới có rãnh nước đen, đặc và nổi váng, dùng làm chỗ đun nấu. Ánh sáng đáng lẽ được đường hoàng lọt vào trong bằng cả một khoảng rộng không gian. Song từ sáng đến chiều thẳm, người thì đi chợ, người thì ra đồng, nên ngay từ lúc mặt trời còn lấp ló sau bụi tre, cây liếp dùng làm cửa phải hạ xuống. Cũng bởi lẽ ấy hai vợ chồng chẳng ai có lúc nào dỗi được ở nhà mà chăm nom quét tước cả. Nhà này tuy mới làm được có 2 năm, nhưng thì giờ ấy cũng đủ nhiều cho nó phải làm đúng bổn phận với chu quá lãnh đạm của nó. Cho nên đã lâu nay cái nhà ấy lấn cả ra ngoài cái giới hạn của công dụng. Mái tranh đầy mảng nhện rủ lủng lẳng xuống hàng tràng, là một chỗ hứng rất được nhiều nước mưa và tiện thể cho chảy vào nhà tong tỏng. Từ dưới cái mái ghẻ lở ấy đến mặt phản ốm yếu là một kho to tát để giữ khư khư lấy một thứ hơi vừa ẩm vừa hôi. Một công trình trộn lẫn rất ít công phu của các thức ăn, để mặc, để dùng, để ở. Dưới gầm phản, tối tăm là các trại muỗi, chỉ chờ lúc có người là thả đội quân du kích. Mắt nền là cái nền rất tốt, đầy xanh rêu, có điểm từng đống mùn mọt hung hung. Dưới tầng đất là chỗ ở rất bình tĩnh của những gia đình đủ các thứ chuột to nhỏ, tha hồ mà sinh năm đẻ bảy. Và khắp cả, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phải sang trái, nhà ấy lại là cái hủ, đặt quyền sự nhốt vi trùng các chứng bệnh. Xung quanh hũ, ngay khi chủ hạ liếp xuống để đi vắng, đã hiện ra hàng trăm, nghìn khe và lỗ để ánh sáng vào, chẳng khác gì từng ấy con mắt ghê gớm của các vị hung thần vây quanh tứ phía, chòng chọc nhìn vào để canh cho một thứ giết người nào ở trong được lọt ra ngoài vậy. Vậy mà vợ chồng Pha ở mấy năm nay đã không tự biết là can đảm. Hơn nữa lần nào đẻ, chị vẫn nằm trong buồng và mời bà chùm sũng đến đỡ cho. Bà chùm bước chân lên hè lúc nào là bắt chị dặn lúc ấy. Bà vạch cái khăn bằng the
che đôi mắt đã về già để cố nhìn cho rõ, rồi bước chân vào buồng. Gớm, sao mà tối thế này, có cho xin cái đèn không? Nào, cứ cố lên, trời Phật đền cho thằng cu thì tha hồ mà mừng. Rồi cười ra ý bằng lòng, bà bảo, được, buồng gái đẻ kín đáo thế này càng tốt. Một lát sờ soạng, chán bà lại cười hỏi, ồ thế kêu ở đâu đấy, tôi chẳng trông thấy gì cả, có cái đèn vào đây hay không? Lúc ấy pha đã châm xong cái đèn rồi, anh cầm đèn đến cửa buồng, đặt ở ngưỡng và gọi với vào trong. Đèn đây bà ơi! Bà chùm gắt. Gớm, cậu hạng vừa vừa chứ, vợ đẻ chứ ai đẻ mà sợ bẩn không dám vào. Pha chưa kịp đáp thì vợ đã hì hạch thở vừa giải thích. Nhà tôi giữ vía lắm bà. Bà chùm dỗ dành. Cố lên, cố nhiều lên, nó sắp ra rồi. Nín hơi lại mà dặn. Ngọn đèn hoa kỳ khói theo tay răn reo của bà chùm đem vào. Ánh lửa đỏ chiếu ra ngoài đi lệch về phía cửa. Pha nằm lặng trên phản để nghe. Bên trong vợ anh nghiến răng, lại vừa thở hổn hển vừa kêu ngắt từng tiếng. Đau lắm bà ơi! Bà có thể làm cách nào cho tôi không chết mất? Bà chùm gắt tự nhiên. Ỉa vào mồm dại nào! Bà pha trò. Sướng lắm thì khổ nhiều. Ai bảo? Cố lên tí nữa thôi, nó đã ra được cái đầu rồi. Từ nãy pha chống ngực thình thình, bây giờ thấy nhẹ bỗng người hẳn. Anh thấy vợ thở rất mạnh, chắc là lấy hết sức hơi. Nhưng chị bỗng quằn quại kêu, khổ lắm bà ơi, nó đã ra đâu, tôi tắt hơi mất. Phải rõ, lại cứ kêu, cố lên, im mà dặn. Khốn nạn, nào có im được đâu, đau lắm, mệt lắm. Mỗi lần thấy vợ mếu máo kêu, pha lại nhăn nhó mặt theo, tưởng chừng như chính mình đau vậy. Giá có thể đau thay được, chắc anh chẳng từ. Nhưng biết làm thế nào, pha lắc đầu thở dài. Bỗng bà đỡ đập tay đánh tét một cái và gắt. Ghê gớm muối, bác pha có cho tôi mượn cái quạt không? Pha ngồi nhổm dậy, đứng ngoài cửa, thò tay vào liếc mắt nhìn trộm và gọi. Quạt đây bà ơi! Chị pha tưởng chồng xông xáo, vội vàng nằm quay mặt vào vách, kéo chiếc quần che cái thân thể lõa lồ, rồi vừa thở dốc, vừa nghiến răng. Cô nói ra tiếng, chị đuổi chồng ra quần quật. Đi ra khỉ, phỉ hổ đàn ông! Bà chùm đứng dậy cào nhau. Bác ấy có vào đâu nào? Chồng chứ ai mà thẹn. Pha sợ tái mét mặt. Anh yên chí vợ bắt đầu tức. Thì chắc lại nhớ đến việc chửi lần trước, cho nên lúc đưa quạt cho bà, anh hỏi khẽ. Sao lâu thế hả bà? Bà chùm ghé miệng vào tai anh nói thầm. Mùi quết trầu lại rõ hơn tiếng nói. Xong pha cũng hiểu là bà muốn dặn gì rồi. Lập tức anh lẳng lặng ra sân, xuống cái chuồng nhỏ xíu trước kia nuôi lợn. Anh víu vào cọc đóng ở cửa, cố hết sức lay và dần dần nhổ lên đủ 4 cái. Làm xong anh vui vẻ đi rất nhanh lên nhà. Anh tự tin rằng như vậy vợ anh sẽ đẻ dễ dàng, đẻ ngay bây giờ. Và anh không lo nạn sang xứ nữa. Bà chùm đã bảo anh từ hôm nọ làm phép như thế rất hiệu nghiệm. Nhưng chị pha cứ kêu, kêu mãi và mỗi cơn đau nỗi lên mãnh liệt. Và chị quằn quại thì bà đỡ lại mắng. Dặn đi, chứ cứ kêu thì bao giờ nó ra? Gớm, sốt cả ruột. Chồng thì dục cuống người ta đến, mà nào đã đẻ, để yên ở nhà, người ta đã ngủ được một giấc. Mỗi lúc thấy vợ như kiệt sức, pha lại thở dài và thất vọng. Anh lo thế nào cũng phải chửi, nên vẫn phải cầm canh bằng chiếc quạt. Nhưng một lát trong buồng im lặng, anh lắng tai để nghe. Vợ anh không kêu, mà bà chùm cũng không dục dặn nữa. Có lẽ hai người cũng mệt và cùng ngủ tiếp đi. Bỗng độ đầu trống canh ba, pha thấy vợ rú lên gọi dồn. Bà ơi! Bà chùm ơi! Khổ thân tôi đau quá! Không có tiếng trả lời, chị pha gọi chồng. Nhà ơi! Gọi hộ bà chùm dậy đi mau lên! Pha cuống quýt nhổm dậy gọi. Bà chùm! Nhà tôi gọi bà! Pha đoán vợ sắp đẻ, anh lo lắng hơn trước. Bà chùm ú ớ thưa. Ơi! Biết rồi! Cố gắng một lúc nữa đi! Bà quạt phành phạch dăm cái rồi ngồi dậy. Nó đương ra bà ơi, bà đỡ nó cho tôi. Tôi đây. Chị pha dặn, cố nhín hơi để dặn. Pha hồi hộp, một lát tiếng nhoe nhoe đưa ra, pha mừng rỡ lại hồn. Ồ, thằng cu! Pha sung sướng quá, sướng cuống cả lên. Thế là vợ anh qua cơn vượt cạn, mà trời cho đứa con trai. Thôi thế cũng bỏ cái công vợ chồng ăn ở hiền lành. Đứa bé vẫn nhoe nhoe khóc.
bà chùm tắm cho nó, tiếng nước dội róc rách, nó càng khóc. Bà chùm làm gì một lát rồi bảo, nó đói đấy, cho nó ngậm vú để nó đỡ khóc. Một lát nữa bà bảo, thôi tôi về. Chị Pha uể oải nói, bà ngủ chơi đằng này khuya rồi, về làm gì? Thôi chả ngủ đây, mai mất buổi chợ. Bà nói đoạn, ánh đỏ trong buồng chiếu ra nhà ngoài. Bà chùm cầm đèn bước ra cửa buồng chào, bác gái nằm chơi. Pha đứng dậy đưa gậy cho bà và đỡ lấy cây đèn. Anh dắt bà xuống sân. Bà chùm vạch đôi con mắt chỉ còn lòng đen bạc vếch để nhìn Pha, rồi nói thầm, cũng may đấy, không có thì đến đêm. Thôi thong thả, bác trai chơi nhé. Để tôi đưa bà về. Dạ ơn bác, sáng trăng như ban ngày đây mà. Pha dặn, mai bác đến sớm tắm cho cháu. Ừ, à này, nhớ mua nước dãi cho bù nó uống nhé. Chả thuốc nào bằng, tôi nghiện đấy, ngày nào đi chợ về cũng một bát. Pha đặt đèn trên hè, dắt bà chùm sủng đi. Tuy vậy bà vẫn dò lối bằng gậy, vì chẳng trông rõ gì. Đường trong làng bà chỉ thuộc lòng mà thôi. Bà chùm qua vạt nước kê cạnh cây cau thì dừng lại. Bà múc một gáo để uống và sung sướng kêu lên, ma ruột. Bà đổ chỗ nước còn thừa vào chum, rồi lại sờ soạng đi. Pha nâng cổng lên để bà qua rồi chào, bà về. Phải, không dám bác chơi. Đàn chó bắt đầu làm náo động cả xóm chũng. Bừng mắt ra, Pha ngồi nhổm dậy. Tuy ít ngủ, nhưng anh tỉnh táo lắm. Anh lắng tai nghe tiếng vợ thở đều đều, bèn khẽ ra nâng hé cây liếp để đi lại nhà bếp. Trời xanh ngắt, vườn đồng đã đỏ ửng, nhưng ánh nắng chưa láng đến tận sân. Gió hiu hiu làm xào xạc bụi tre, bỏ rơi những chiếc khô bay tơi tả. Đứng một nơi râm mát và nghĩ đến vợ đẻ con trai, Pha sung sướng khoan khoái lạ. Anh đã luẩn quẩn mãi đêm qua về nghĩ đặt tên con và định hôm nay trước khi ra đồng cấy nốt cho bà trưởng bạt, anh rẽ vào nhà thơ ký, nhờ ông ấy vào sổ sai sinh cho. Bỗng một con gà mái đi kiếm mồi từ sau nhà ra sân trước, làm anh chú ý. Tự nhiên anh nghĩ đến cách sinh nhai vất vả của vợ. Mấy hôm trước, chị vẫn tỏ ý tiếc mấy buổi chợ khi phải nằm một xó. Con gà lò dò đến gốc cau, bới đất rỉa sâu, rồi ngẩng cổ lên nhìn và nhún một cái, nó nhảy đứng bám vào thành vại. Pha sợ bẩn nước giơ tay ra đuổi, con vật hoảng giang rộng hai cánh nhảy xuống. Bất đồ con chó mực sồ ra theo đuổi, con gà cuốn queo vỗ cánh bay đành đạch và cục cục kêu. Chó vồ theo, gà quang quác chạy và hai con đuổi nhau sang vườn bên cạnh. Tiếng động này làm vợ thức giấc. Anh không thổi cơm vội, hãy đứng ở góc nhà xem tình hình, thì quả nhiên chị đã ló cái mặt xanh nhợt ra ngoài cánh liếp. Gớm, gọi mãi mà chả thưa. Người đàn bà ấy có dáng rất mệt nhọc, và vì mới đẻ nên lại như gầy thêm. Chị tủm hum cái khăn vuông, mặc áo nâu dài và lận đôi dép một. Người ta bảo phụ nữ thuộc về phái đẹp, song sự thực với chị Pha hiện giờ, câu ấy hoàn toàn có nghĩa mỉa mai. Pha nhìn bộ dạng ốm yếu, chán nản của vợ thì thương hại. Anh nói, Pha chắc tôi thổi cơm cho bu nó ăn, rồi đến đĩ dự báo tin và xin cành cau, mang lại nhờ ông ký chỉnh nhờ khai sinh cho thằng cu mới được. Thôi phiền lắm, đĩ dự với tôi thì hắn tiếc cái gì. Pha chắc chắn như vậy, vì dự là em vợ và hai anh em vốn thân với nhau. Nhưng vợ anh lại nói, đi đâu mà vội. Trẻ con mà cứ chụp ảnh là một, khai sinh là hai, là chúa đội đấy. Pha cười, vẽ, con bé dạy trước thì ai khai sinh cho nó. Đoạn anh vui vẻ mở rộng liếp ra và cùng vợ ngồi trên phản bàn việc. Này bu nó ạ, tôi định đặt tên cho thằng cu là Trộn, bu nó bảo thế nào? Chị nhăn mặt lắc đầu, không gọi thế tên xấu lắm, hôm nào đến nhờ ông làng sáng đặt tên cho. Ồ chả chữ nghĩa gì, giỏ nhà ai qua nhà ấy, không cần. Quấy, quậy, hòa, sáo, pha thì tên thằng cu là Trộn, thế phải. Nhưng các bác có đặt tên cho lũ cháu thế đâu, thì con bác quậy chả là sỏi, là xanh là gì. Vợ chồng đương dở câu chuyện, bỗng bên hàng xóm có tiếng the thé của bác Trương Thi gái mắng con. Thằng Yển hư thật, mày có tìm xem nó đâu không? Ban sáng nó vừa lảng vảng đây mà. Bác Trương trai ồ ồ nói, tao thấy nó chui qua hàng rào bác Pha đấy. Bác Trương gái lại the thé, thế thì sang mà tìm, thấy đứa nào ăn cắp đem mà đào mả bố nó lên. Pha bị nói cạnh,
bỗng nảy ra ý kiến. Bù nó ơi, phải rồi. Rồi anh nói thầm, chị Pha cau mặt gắt. Cái gì? Nói to lên nào. Tôi nghĩ ra tên thằng cu rồi. Tên là gì? Để tôi bàn với cậu Dự, rồi mai hãy khai sinh. Mai tôi bảo. Chị Pha cầu nhau. Lại còn mai với chả kia. Thế nói bây giờ làm sao? Pha vui vẻ bảo vợ. Đặt tên nó là Bạch. Sao là Bạch? Thì nhé, Trương Thi, nó đặt tên con nó là Yển. Tội gì mình không gọi tên mình là Bạch. Vợ Pha tươi tỉnh, thân mật nói khẽ. Thế tên bố nó là Bạch à? Pha vênh váo đáp. Ừ. Ừ, chỗ hàng xóm với nhau mà nó đi lấy tên bố mình đặt cho con nó thì tội gì mình không báo thù, không đặt thế làng nước lại bảo mình lép. Hai vợ chồng đồng ý với nhau, nhưng trong buồng thằng bé con khóc, làm cho tắt câu chuyện đương đồng nàn. Ồ gớm, khỏe chưa? Đã ra ngoài đấy à? Pha nhìn ra ngõ, thấy bà Trùm Sùng đương chống gậy đi đến và theo sau là bác San gái, con dâu bà. Bà Trùm nói, chứ Ly người ta yếu như mày ấy, mẹ mới đẻ nó xong, nó lội xuống ao ăn trộm liền, để sáng hôm sau đem ra chợ bán. Pha chạy ra đón hai người. Bà Trùm bảo, hôm nay tôi nghỉ buổi chợ. Độ này cũng ế hàng. Bác San dừng lại giơ roi đánh chó và nói, tôi thấy bà tôi nói bác gái ở cữ nên sang thăm đây. Tạ ơn bác. Thế bác gái ở cữ thằng cu hay cây đĩ? Tuy Pha cho câu trả lời là thừa, nhưng cũng đáp cho phải phép. Thằng cu bác ạ. Bác San chẳng ngạc nhiên và cũng chẳng mừng hơn thế nào. Tuy vậy bác cũng... Ồ thế à? Thế bác gái nằm đâu? Pha cho câu đáp mình là vô ích vì bác San vừa thấy vợ mình vào buồng. Bu cháu nằm trong kia bác ạ. Bà Trùm chống gậy, cố dướn mình bước lên thềm nhà rồi quay bảo con dâu. Chốc nữa về, mê nhớ xin bác ấy nắm lá rảnh rảnh nhé. Tối qua tao thức khuya, mắt lại cạnh lên rồi. Bác San không đáp, vẫn thân mật với Pha. Thấy nói bác gái ở cữ gọi là thế, tôi có chục trứng cấy, đem sang bác ăn kiêng. Pha cảm động đáp, bác lại cứ cho. Bà tắm cho cháu, tôi chưa có gì cho lại. Thế mà... Bà Trùm quay lại nói, nhà nó biếu bác cứ nhận đi cho nó được không? Ngày trước nhà bác ở cữ thằng cu chất, bác gái cho những 5 quả trứng gà kia mà. Pha từ chối cho phải phép, tuy vẫn biết mình có quyền nhận đồ biếu trả nợ. Anh chẳng ngần ngại lâu, giơ tay cầm lấy sâu trứng cấy và mời khách ngồi chơi ở quán. Vợ anh bế con ra. Bác sau đỡ lấy thằng bé, nhìn mặt nó hôn hít nó. Một lát Pha đứng dậy nói, mời mấy bác ngồi chơi, tôi đi đằng này có tí việc. Bà Trùm cơ chừng vì thông minh hay hoặc vì lịch duyệt, đoán ngay chủ nhân định đi làm cái gì, vội vàng quát. Đi đâu? Đừng làm cơm nước gì đấy, chúng tôi ăn cả rồi. Chị Pha nhếch mép cười. Không phải, chúng cháu định đến ngày đầy cữ mới mổ con gà, trước là cúng cụ, sau là mời bà mời bác đến uống rượu. Bà Trùm chữa thẹn cười ha hả. Ừ, bây giờ có gà cứ nuôi cho béo đi. Pha nói cho là câu chuyện, tôi đi khai sinh cho thằng cu đây. Vốn quen sống giản dị, bà Trùm trịnh trọng mắng một cách thân mật. Thôi đừng vẽ, lên 5 lên 10, nhờ trời chúng sống, lúc nào khai chẳng được. Thưa bác Tân, cháu phải phép nhà nước bây giờ như thế, không có bố mẹ phải phạt. Thôi đi, phép vua thua lệ làng, tục ở đây không có khai sinh như thế. Lúc nào người ta phạt cứ bảo ông già bà cả ở làng này ngày xưa có khai sinh bao giờ. Sao vẫn sống lâu 70-80 cả? Bác San hỏi, thế hai bác đặt tên cho cháu chưa? Rồi, vẫn giọng thân mật bà Trùm mắng. Gớm, tên tuổi làm gì cho sớm, cứ thằng cu mà gọi. Chị Pha ngồi vững lại vì chị cần phải kể lể. Bà với bác tính thế thì ai nhịn được, bên ấy hắn đặt tên cho thằng bé trùng tên với ông cháu, thì tôi tội gì? Không lấy ngày tên bố hắn đặt cho con tôi, để tôi réo cho sướng cái mồm. Bà Trùm làm như cũng giận lắm, hỏi dồn để thỏa chí tò mò. Ai? Chị Pha trỏ sang bên nhà Trương Thi. Lại còn ai? Thế bác định đặt thằng cu là Bạch à? Ừ, bác San can. Thôi người ta không biết, bác sang bảo người ta một tiếng, để người ta đổi tên đi, chứ hàng xóm láng giềng với nhau mà. Chị Pha vạch xuống chiếu tức tối nói, tôi nói dối tôi chết, còn bao nhiêu cái uất ức tôi chịu nhịn 7-8 tháng nay, nó làm như bắt nạt tôi không bằng ấy. Bác San vẫn can, thôi máu non đừng nghĩ ngợi,
Bà chùm hất tất cả cái mặt đanh đá vào con dâu, thưỡi môi ra mắng. Câm mồm đi, chứ ly như vợ chồng nhà mày ấy. Bác Gian lườm cãi. Bà bảo vợ chồng nhà tôi làm sao? Bà chùm quay mồm ra. Thôi, già này xin. Mẹ kiếp, bà chả thấy chúng nó làm gì cũng phải câm họng. Bà thì bà chửi cho ủng mồ, ông tam đại tứ đại chứ bà lại chịu à? Bác Gian sừng sộ toàn cãi nữa, nhưng chị pha can. Thôi xin bác, xin bà, để đến bận khác, bà tính tôi làm như thế có phải không? Bà chùm khen. Phải ăn miếng trả miếng, chứ cứ chịu nước lép thì có họa. Chả có thì kiện nhau đến tam phủ, tứ phủ, chưa chắc đã làm gì nhau tốt. Nói đoạn bà chùm lấy nước tắm cho thằng Bạch, rồi vẫn tức con dâu. Bà mát mẻ chào hai bác rồi về trước. Bác Gian bế thằng bé, vạch vú cho nó bú, rồi khi thấy mẹ chồng ra khỏi cổng, bác bảo. Tôi ghét cái lối bà ấy cứ đem chuyện nhà nọ đi nhà kia nói. Ấy, rồi thế nào nội ngày hôm nay, bên bác Trương cũng biết chuyện này cho mà xem. Ở trong làng trong nước, nhất là hàng xóm láng giềng, ta nên chín bỏ làm 10, chứ không thì thù hận nhau đời đời. Dứt câu nói, đôi bạn đã nghe tiếng bà chùm léo xéo bên nhà Trương Thi, và chỉ độ 10 phút sau, ngay bên hàng rào, cạnh vách, tiếng the thé của vợ Trương Thi đã nổi lên để bình một bài văn bất hủ. Làng trên sớm dưới, bên sau phía trước, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái xám, nó sắp ghẻ ổ, nó lạc ban sáng, mà thằng nào con nào ở gần đây mà qua, đứa ở xa mà lại, nó day tay mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của tôi, thì buông tha nó ra, không thì tôi chửi cho đấy. Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho nó ăn hãy còn, sáng hôm nay con bà gọi hãy còn, mà bây giờ mày đã bắt mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì mày buông tha thả bỏ nó ra, cho nó về nhà bà. Nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào thằng tam đại tứ nhà mày lên, bà khai quật san bằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Nó ở nhà bà, nó là con gà, nó về nhà mày nó biến thành cú, thành cáo, thành thần nanh đỏ mỏ, nó mổ chồng mổ con, mổ cái nhà mày cho mà xem. Ơ cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn chết hai, ba người ăn chết ba, mày xuống âm phủ, mày bị quỷ sứ thần linh rút ruột ra. Ơ cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa kia ạ. Chị pha căm tức như chính bị chửi, chị run lên nghiến răng, xỉa sói bảo bác Gian. Đấy bác xem, ai mà nhịn được. Chị pha bôi thêm tí nghệ vào mặt và chân, tay, rồi sắp quang gánh, hạ cửa liếp để đi chợ. Nằm ở nhà mấy hôm, chỉ tiêu mà không kiếm ra đồng nào, chị sốt cả ruột. Nhiều lúc vật tay xuống chiếu, chị thở mạnh ra những tiếng rên rất não nùng, thảm thiết. Bởi vậy, để được yên tâm lo việc sinh nhai, chị đã nói với bà trưởng bạt, cho cái bống cháu bà nó bế hộ thằng Bạch, thì chị xóa công làm của chồng chị cấy cho bà mấy hôm nay mà bà còn chịu. Bà trưởng bằng lòng ngay, vì cái bống năm nay đã lên 8, bố mẹ chết cả rồi. Nó ở nhà chơi cũng thế, phải tập làm đi thì vừa. Hễ thằng Bạch nó khóc, đã có bác Tư Sậu, con dâu bà, cho nó bú trực. Khi trừ xong nợ, chị pha hứa trả cho cái bống mỗi ngày một xu. Chồng chị chẳng nghỉ làm buổi nào cả, cấy xong cho bà trưởng, anh định cấy đến ruộng nhà. Còn nhà nông, trời cho sẵn bộ xương đồng da sắt để chống nắng với mưa. Ngày hè thiêu đốt, cứng như ngày đông tê tái. Quanh năm, anh phải lợi dụng hai cánh tay nổi bắp để đỡ mang tiếng con trai nhờ vợ, để được ăn ở lương thiện và để mong đóng góp với làng cho người ta khỏi khinh. Bởi thế cũng như phần nhiều dân quê, sự biết của anh rất hẹp, sự nghĩ của anh rất gần. Nó hẹp, nó gần trong vòng lũy tre quây quanh làng, xa hơn nữa là cánh đồng đời đời phẳng lặng. Cuộc sinh hoạt mộc mạc làm anh bằng lòng sống hiền lành yên phận, không ước muốn cao xa phiền phức. Sống như ông cha anh đã sống từ trước, như phần đông người làng hiện đương sống bây giờ. Mục đích cuộc đời chị pha cũng không có gì khó hiểu, nó theo nếp những người khác là lấy chồng để nương tựa, buôn bán để có việc và đẻ con để nuôi. Chị pha đặt gánh lên vai, thấy nặng chị biết chị vẫn còn yếu, nhưng mặt trời đã lên cao, rọi những tia chói lọi qua khe đám lá cây, chị nghĩ đến chồng lúc này ở ngoài ruộng, chị được sung sướng nhàn hạ hơn, vì khi nắng khi mưa, lúc nào cũng ngồi dưới mái lều. Chị bước rảo cẳng theo đà của hai chiếc bồ rún lên rún xuống. Này chị pha,
Tôi nói cho chị biết, có về bảo anh ấy đổi tên cho thằng bé, không có chẳng ra gì với tôi đâu. Chị Pha đứng dừng lại, đặt vịt gánh xuống đất. Chị hung hăng nhìn vợ Trương Thi, mặt nóng bừng bừng. Nhưng chưa nói chị đã thấy run lên, đầu choáng váng và mệt xốc hẳn người. Định thần một lát chị mới đáp. Ừ đấy, cứ đặt thế đấy. Nghĩ là sinh sự thì sinh sự, chứ bụt trên tòa gà nào dám mổ mắt. Trương Thị chạy ra, tay cầm thanh củi nói. Phải, muốn sinh sự, sự sinh thì rồi xem. Chị Pha nghẹn hơi đến cổ, xong biết thế không làm gì nổi, nhưng không lẽ chịu nước lép, chị dở giọng chua ngoa. Nhà tôi không chứa nổi thổ đồ hồ, chồng tôi không ăn trộm ăn cướp. Tôi không theo trai đánh đĩ, không buôn lậu bán vụng, mười đời nhà đứa nào cũng không làm gì nổi tôi tốt. Trương Thị bị chạm nọc, cười gằn trỏ vào mặt chị Pha dọa. Ừ, mày xem tao có làm gì nổi mày không? Chị Pha căm giận, toàn cũng mày tao và chửi nhau một trận đáo để, nhưng bên địch đã kéo nhau vào nhà. Sau hàng rào, bà trưởng Bạt đứng lấp ló nhìn qua lớp lá dâm bụt can. Thôi mà chị Pha, một câu nhịn chín câu lành. Chị Pha uất lên, chùi nước mắt đáp. Đấy bà tính xem, ai sinh sự trước? Thôi đi chợ đi chưa rồi. Vẫn còn hậm hực, chị Pha cất gánh lên vai. Chị tiếc sao lúc nãy không cứ xông vào, xé con mẹ ấy một mẻ. Nhưng chị tự an ủi. Ở đời bao giờ hiền cũng gặp lành, mà những kẻ gian ngoan tai quái như Trương Thi tự khắc đã có trời biết mà trị tội. Hạng ấy dứt khoát, không thể giữ của bèn được. Trương Thi là một tay chơi có tiếng ở làng An Đạo. Cứ một vết sẹo dài chéo trên trán hắn cũng đủ tố cáo hắn sinh nhai bằng nghề gì. Ở tù ra, hắn không ăn trộm cướp nữa, nhưng hắn lại nấu rượu lậu. Việc ấy cả làng biết đấy, nhưng chưa lần nào hắn bị bắt. Nhà Đoan ở cách làng có 6 cây số. Cả Tây lẫn Việt Nam về sục sạo nhà hắn luôn, nhưng lần nào hắn cũng tẩu thoát được hết tang vật. Mà một khi người ta đã quay gót trở ra khỏi làng, hắn lại công nhiên nhóm bếp, nấu một mẻ rượu lớn. Cả làng ai cũng kiêng hắn, vì người ta không muốn dây dưa với con người ngông ngược. Hắn tưởng thế là giỏi, càng chẳng sợ chẳng nể ai. Ông lý trưởng, ông chánh hội, cho đến cả quan nghị hách dịch là thế, mà hắn cũng chẳng coi vào đâu. Chị Pha càng ngẫm nghĩ, càng căm hờn. Chị không hiểu sao những người thù nhau với hắn không nghe ngóng đích xác lúc nào hắn làm việc vi pháp, lập tức đi với Đoan về. Chỉ cách ấy mới làm con người nham hiểm phải tuyệt nghiệp, tù tội. Mà vùng này mới được yên ổn làm ăn, thỉnh thoảng đỡ thấy bóng những người mặc áo vàng sồng sộc vào làng để họ nhũng nhiễu. Có khi không khám được rượu lậu, họ đâm cả vào nhà người ta ghẹo gái. Đến chợ, chị Pha chui vào lều, lấy nón quạt một lát, rồi với đôi bồ hàng ra bầy. Người quen kẻ thuộc ai thấy chị vắng mấy buổi và nay bụng chị bé đi cũng biết là chị ở cữ. Với những người hỏi thăm, chị kể rành rọt cả cho nghe câu chuyện bực mình vừa rồi. Nói được như thế chị mới hả. Chẳng mấy chốc, những hộp gỗ vuông có lỏng kính trên mặt đã bày la liệt trước chị, trên chiếc vỉ buồm rộng bằng cái cỏi trải xuống đất. Thực là một cuộc triển lãm về công nghệ quốc tế. Khuy, phấn, pin, ghim, ví, xà phòng, thuốc lá, lưu hoàng, thuốc lậu từ Ngọc Liên, cỗ bài, dầu cô ba, chuyện, vân vân. Trên xà rũ xuống những áo tích cô, khăn mặt bông, pít tất và giải rút. Chị Pha ngồi trên chiếc ghế thấp, thỉnh thoảng mở hộp trầu ra, lấy một miếng để nhai cho đỡ buồn và luôn luôn mời chào người qua kẻ lại. Nắng như quang lửa, càng về trưa, chợ càng đông, mùi người trộn lẫn với mùi cá, mùi thịt, theo bụi bậm xông lên. Chị Pha thấy đói bụng mỡ gói, lấy cơm nắm ra, chấm với trứng cáy. Bỗng vợ đĩ dử hớt ha hớt hải chạy đến bảo. Chị về nhà xem anh ấy làm sao kia kìa. Chị Pha giật mình hỏi. Nhà tôi làm sao hả mợ? Ai biết được, thấy người ta túm đồng túm đỏ sân đình ấy. Chị Pha vội vàng bỏ cả ăn lẫn hàng, nhờ em dâu trông hộ, tức tốc về. Chị cắm cổ chạy quên cả mệt. Chị cố đoán mà không sao biết được việc gì. Đến đầu làng, chị thấy đám đông đi về phía cổng đồng. Vì không gặp ai để hỏi nên chị cứ chạy theo, nhịn thở nhăn mặt, ôm bụng mà chạy cho kịp. Gần đến nơi chị mới gặp một con người mèo mách, có ruộng chôn ở ruộng anh ấy. Tin sét đánh làm chị rụng rời tay chân. Chị hiểu ngay, chị thấy chồng đầu không nón, mình không áo mà mình nắng trang trang thì thương hại quá. Pha phải trói giật cánh khuỷu, đầu dây chảo có người tuần cầm.
người tay đoan mặt đỏ, vẫn như mọi bần, đội mũ vải vành rộng bìa, mặc áo sơ mi nịt và quần cụt, chống cái ba tòng thật to. Đi với người Tây có hai người lính áo vàng, nón vàng, dẫm chân không, nhưng có vẻ oai vệ lắm. Sau bọn nhà Đoan Lý thì Lý Trường, Chánh Hội, Phó Lý Khán Thủ, hai người Tuần và đến trăm người kéo nhau đi xem. Những người này đều nhìn Pha bằng đôi mắt ghê tởm, khinh bỉ. Tự nhiên họ ghét bỏ một người bất lương, hành động trái pháp luật như kẻ cướp, kẻ trộm vậy. Nguyên nhà thương chính trên huyện được báo tin có rượu lậu chôn ở Đông An Đạo nên phái người về. Người nhà Đoan đến làng gọi Lý Trưởng ra ruộng để nhận thực và tìm bắt chủ ruộng là Nguyễn Văn Pha. Lý Trưởng tuân lệnh, phán Khán Thủ và một tên Tuần đến ruộng bà trưởng bạt. Pha đương cấy, thấy tự nhiên có người vồ lấy mình và chói. Anh sợ hãi chẳng hiểu việc gì ngơ ngác hỏi, nhưng không ai trả lời cả. Họ thiết rõ chặt, dòng anh về nhà. Trong khi ấy lính đoàn vào nhà Pha, lấy thuấn sắt nhọn, chọc chẳng còn thiếu chỗ nào trong nhà, ngoài bếp đống cho, đống quần áo, chỉnh tương, mặc kệ. Lục lọi không thấy gì mọi người trở ra, thì vừa lúc Tuần giải Pha đến, biết rằng bị khám rượu lậu và chắc nhà Đoan lầm, anh nói, thưa các quan, tên con là Nguyễn Văn Pha đây ạ. Phải rồi, ruộng mày có chôn rượu lậu. Pha tái mét mặt nhìn sang nhà Trương Thi, thấy người đứng lố nhố dòm sang rào. Anh hiểu ngay vì đâu rượu lại bỏ đến ruộng anh. Anh biết tội này là quan trọng và đành chịu chứ không thể cãi oan được. Nhưng muốn anh phục nhà nước, không bắt lầm ai bao giờ. Người ta giải anh ra đồng để được nhìn bằng hai mắt chính ruộng anh có rượu và ký nhận vào biên bản. Chị Pha thấy chồng oan uổng, vội chạy đến trước mặt người Tây Đoan, chắp hai tay vái lấy vái để và khóc lóc nói, lạy quan lớn, quan tha cho chồng con không biết nấu rượu bao giờ, chẳng qua người ta thù. Người Tây trợn mắt, giơ ba toang lên dọa. Hàng trăm người chạy ồ như vịt, ngã cả lên nhau, nhưng không có gì can nổi người đàn bà ngu xuẩn và liều lĩnh. Tuy mặt người ấy nhợt nhạt vì mệt, vì sợ. Lạy quan lớn, chồng con vẫn lương thiện, không dám làm những chuyện phạm pháp. Đây, có mặt các cụ Lý, cụ Cánh, quan lớn hỏi ngay thì rõ. Lý Trưởng quắc mắt. Ờ hay cái chị này, việc gì đến tôi chỗ ấy? Tôi không biết đâu. Bước, quan lớn đánh cho bây giờ. Người Tây Đoan thản nhiên đánh diêm hút thuốc lá và chữa cái quai mũi. Chị Pha vẫn khóc lóc và nói lải nhải. Nó thù, nó chôn rượu vào ruộng nhà tôi. Rồi cảm động quá chị nức to lên. Ai làm thế nào mà canh ruộng ở ngoài đồng được? Hỡ trời, khốn nạn thân tôi quá trời ơi. Người tính đoàn xua tay đuổi. Đi lên Hà Nội mà lý sự. Đây không biết, rồi tù mất nhà mất ruộng. Thấy chị Pha khóc một cách lố bịch, người Tây Đoan nhăn răng ra cười. Hình như hắn đã chai mắt chai tai về hàng nghìn hàng vạn tấn kịch có tiếng khóc lóc thảm thiết như thế. Thấy tiếng kêu vang của mình vô công hiệu, chị Pha quay lại nói với Lý Trưởng bà Chánh Hội. Lạy các cụ làm phúc, nói với quan hộ cho, thật là oan nhà cháu quá. Có người đáng bắt thì các quan không bắt. Người lính đoàn quắc mắt. Im mồm! Chị Pha tức quá, không chịu được bèn nói liền. Các ông làm việc vô lý, chỉ bắt ức người ta thôi. Ruộng ở tận ngoài đồng, chả lẽ ra đấy mà ngồi canh suốt đời à? Mặc kệ, lên Hà Nội mà kêu. Từ nãy Pha không van lại gì, anh cũng thản nhiên như người Tây Đoan, vì anh coi việc phải trói và giải đi, rồi phải tù, mất nhà mất ruộng, chăn nửa là một việc dĩ nhiên. Ở gần nhà Đoan từ thuở nhỏ, làm gì anh chẳng thấy được mắt thấy tai nghe, biết bao nhiêu việc như này. Bởi vậy tuy thương vợ còn yếu đuối, anh chỉ lặng lặng mà chịu tội, còn hơn là cưỡng, là kêu, lỡ bị tát, đá, đánh, thụi, lại thêm khổ vào thân nữa chứ ích gì. Pha theo người ta dẫn đến cánh mả rơi có ruộng mình có người lính Đoan thứ ba nữa đang đứng đợi và ý chừng để canh tan vật. Bỗng chị Pha chạy vòng lên trước như có việc gì lạ vậy, rồi tự nhiên chị quay lại mừng rỡ, cuống quýt, chắp tay lại người Tây Đoan và nói, lại quan lớn, ruộng này không phải của nhà con. Cả ngần ấy mắt trố lên, ai nấy ngạc nhiên hết sức. Pha cố nhìn thì bỗng nhẹ hẳn người như được sống lại. Chị Pha cười khanh khách nói, bẩm, đây là ruộng của quan nghị lại ạ. Mọi người tưng bừng ngơ ngác nhìn nhau ra ý sợ hãi. Pha tê tỉnh trỏ ruộng bên cạnh nói, ruộng nhà con đây chứ không phải ruộng ấy. Người ta Đoan hất hàm hỏi Lý Trưởng. Lý Trưởng và Chánh Hội đồng thời đáp,
bẩm, ruộng này của tên Phạm lại thật ạ. Người ta nhún vai, giơ ngang hai cánh tay. May quá, pha lại lương thiện như thường. Dinh Cơ nghỉ lại ở đúng giữa làng An Đạo. Song sự thực, làng An Đạo với Dinh Cơ ông là hai thế giới tách biệt hẳn nhau. Đó là một khu đồng ruộng ước hai mẫu, bốn mặt tường cao ba thước, tây xây gần kín khắp, trừ nhà cụ Ánh ở oái oăm vào một góc, những mảnh chai sáng nhoáng, tua tủa cắm thẳng trên tường, như lưỡi lê của đội quân canh đứng đều giáp giáp. Giữa dãy tường theo đường cái nổi lên cái cổng cực lớn, có chòi canh, nhưng họa hoàn hai cánh mới có dịp mở. Thường thường người ta vẫn ra vào bằng cái cửa tò vò bên cạnh, rộng độ 50 phân tây, nhưng cả ngày đóng im ỉm. Nghĩ lại giàu có một cách hỗn láo, tiền, thóc, ruộng, nhà của người khác lọt vào tay ông dễ dàng như trở bàn tay. Với ông sự học vấn không làm gì, thuở bé ông coi sách vở là kẻ thù số một. Bây giờ ông vẫn còn khoe, một việc năm ông mới 15 tuổi, hồi ấy ông học ở lớp 4. Một hôm không thuộc bài, ông bị thầy giáo mắng nhiếc, lập tức ông đứng phát dậy, cắp sách ra khỏi trường. Và từ đó, dù cha mẹ khuyên dỗ, mắng chửi thế nào, ông cũng không trở lại cái ngục thất nó chiếm đoạt hết cả tự do của tuổi sung sướng của ông nữa. Rồi năm sau, khôn hơn, ông mới nhận ra rằng tự thuở nhỏ ông vẫn bị giam hãm trong cái ngục thất nghiệt ngã hơn nhà trường là gia đình, mà những người coi ngục còn nghiêm khắc bằng mấy mươi thầy giáo. Ông bèn tìm dịp thoát ly. Một tối, ông lấy cắp 500 bạc theo một người bạn hơn tuổi lên Hà Nội. Hai anh em tập cách ở xã hội. Vì ở xã hội sớm thế, nên ông sớm học được đủ các ngón, mà ngón nào cũng tinh. Ông lấy làm hãnh diện rằng mới 16 tuổi đã giỏi chống cô đầu, mới 17 tuổi đã hút nổi 20 điếu thuốc viện một lúc, và mới 18 tuổi đã có vô số nhân tình hà thành. Ông chỉ chửi lại cha mẹ có hai lượt vì ngày xưa ông ở nhà rất ít để phụng dưỡng song thân. Và nếu năm 19 không đã mang điếu thuốc điếu sái lâm vào cảnh túng bấn, thiếu ăn thiếu tiêu, ông đã chẳng trở về với gia đình và đã thực hành được câu thề không đời nào chịu gọi vợ chồng thằng Chánh Hòe là bố mẹ. Chỉ vì nghĩ ngợi rõ kỹ lưỡng một đêm đói thuốc, ông mới tỉnh ngộ rằng ông đã dại mà không hưởng quyền làm con của một nhà giàu có hàng vạn. Ông Chánh Hòe thấy con về thì mừng, cho là đã biết hối, bèn dỗ dành cho con nên tu chí làm ăn và cưới cho con người vợ, một cô vợ đẹp, một ả phù dung, là hai cái dây chắc chắn nó ràng buộc ông với nơi chôn rau cắt rốn. Hai cụ liền huấn luyện cho ông cái phương pháp làm giàu. Và từ khi đứng chủ cơ nghiệp này, ông mới phục ông còn giỏi bằng mấy song thân ngày trước. Nguyên khi ông bà Chánh mất đi thì Dinh Cơ mới rộng độ 8 sào mà ruộng vườn tất cả ngót 100 mẫu. Thế mà thấm thoát trong 10 năm trời, tường quanh nhà xây gần kín hết mà ruộng nọ để ra ruộng kia, đến tháng này ông có vừa đúng 400 mẫu. Bây giờ ông chỉ nằm khểnh hút cho sướng cái tuổi 50. Thỉnh thoảng có dịp thì lại làm giàu chơi, chứ ông cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. Bọn hương lý đưa người nhà Đoan đến cổng lớn nhà nghỉ lại. Lý trưởng giơ tay giật dây chuông thì đồng thời đàn chó cũng cắn dây lên. Một lát, trên chòi có người nhìn xuống. Ai hỏi gì? Vào bẩm với quan rằng có quan Đoan đến nhé. 5 phút sau, phía trong cổng có tiếng tháo gióng gỗ và mở khóa. Hai cánh cửa theo hai bánh gỗ lộc cộc lăn trên gạch, mở toang để hiện ra một anh lực điền cởi trần đứng choãi hai chân, đường cố sức mở cho hết cánh lim dày dặn. Người Tây Đoan quen lối đi thẳng vào sân, mặc dầu lũ chó sổ ra lăn xả vào mà cắn. Ông qua chuồng trâu bò lẫm thóc để lấy bóng dập, rồi bước chân lên thềm vào buồng khách. Buồng khách ấy khá gọi là tình tứ. Đây là một cô gái Trung Hoa trắng hồng như trứng gà bóc, mũm mĩm, nằm hớ hình chật cả đùi lẫn ghế. Ở góc lại một cô nữa, chẳng mặc gì để che tấm thân trắng phau béo phốp, nhưng lại thẹn thỏ chua ngoa. Một tay bịt ngay chỗ chẳng nên bịt và một tay giơ lên trời, cầm một cái. Một cái đây, hiểu ngầm là một ngọn đèn cụt đầu. Những thức ấy, đáng lẽ khêu gợi lắm thì phải. Song tiếc thay, nó chỉ là những bức tranh màu và pho tượng trắng đầy bụi bặm. Gia dĩ may cho khách đa tình, không đến nỗi ngây ngất là trong buồng lại sẵn nhiều sức phản động, khiến người ta phải cụt hứng ngay. Đầu tiên là một mùi tanh tanh ở trong gầm sông ra. Nó là mùi hanh đồng của những đỉnh, những đèn, những mâm, những nồi xếp la liệt dưới sập.
Những thứ ấy khó lòng lấy ra được, vì khi cất vào đó, người ta phải rất đông người cùng khênh bổng cái sập lên, mà khi hạ xuống, thành ra sập sát gần chấm đất. Rồi đến những bàn ghế, tranh ảnh cùng trăm thứ trang hoàng trên tường, không ra lối lăng gì. Cái thì thực đẹp, cái thì thực xấu, cái thì thực mới, cái thì thực cũ. Hình như những đồ ấy chủ nhân đã góp nhặt dần dần của các nhà khác. Sự bày biện bảo cho ta biết chủ nhân là một người bất chấp nghệ thuật, nhưng là một người chịu khó tiếc của trời. Nhưng cái phản động lực lớn lại là cái ảnh truyền thần nghị lại. Ta nên nhớ rằng, ông lại mới làm nghị viện, xong người làng phải nghe ông ta mà gọi ông là quan, nên ông không cần nể ai, chụp ngay cái hình mặc mũ, áo đại triều và thuê vẽ. Họa sĩ lại là tay đồng chí của chủ nhân, càng không cần nể ai nữa. Y đã tô màu tía lên trên áo rồng và vẽ thêm đôi dao long dưới đầu mũ có rắc kim nhũ. Xong trời ạ, cả một bộ triều phục uy nghi ấy lại dùng để trang hoàng cho một tấm thân có bộ mặt hom hem, nhăn nhúm, khủng bố người ta bằng hai nét nhăn xoạc cong sang bên má, làm cho đôi mắt sách càng sách thêm. Họa sĩ muốn tôn người có của, đã hòa màu hồng cho khéo để tô ra mặt hồng hào như người Mỹ tráng kiện. Song sự thực, nghĩ lại là dòng dõi một giống người thuộc chủng tộc thứ 6 trên toàn cầu. Thực vậy, nếu trắng ông đã là người Âu, nếu vàng ông đã là người Á, nếu đỏ ông đã là người Mỹ, nếu nâu ông đã là người Úc, và nếu đen ông đã là người Phi, đằng này ông lại xanh xanh, đích là da của chủng tộc người nghiện. Nghị lại ngạc nhiên, đớ người nhìn khách. Cái gì vậy? Ruộng ông có rượu lậu. Nghị lại tròn mắt nhìn. Có rượu lậu? Phải. Thầy lý trưởng nói rõ, để ông Nghị biết là ruộng nào. Lý trưởng nói. Bẩm quan cái thửa 7 thước ở cánh mả rơi của nhiêu sinh nhường quán tháng trước mà quan cho nhà lành cấy lạ ấy ạ. Nghị lại cau mặt, gõ mấy đầu ngón tay xuống bàn. Cái thửa ruộng ở cạnh thằng Pha ấy à? Dạ. Ngẩn người một lúc rồi nghỉ lại cười. Quái. Nhưng quan lớn bảo nhà tôi như thế này còn nấu rượu làm gì? Đành vậy, nhưng ông là chủ ruộng thì theo luật ông có lỗi. Hiện tang vật còn đó, ông ra đồng với tôi để xem và ký vào biên bản. Phát. Một tiếng gọi trong lúc giận dữ, ai nấy giật mình. Dạ. Mày bẩm với cô Năm, đi theo lý trưởng ra xem có phải đứa nào nó bỏ rượu vào ruộng nhà không nhé. Rồi ông nói với ông Đoan. Thôi, ta bất tất phải đi, mời quan lớn cứ ở đây, nắng lắm. Ông quay vào trong gọi. Mau lên, sao chậm thế? Dạ. Tức thì một tên đầy tớ bưng khay rượu ra, hai cốc sâm banh trong sáng, lanh canh chạm vào nhau, làm sóng sánh rượu vàng. Nghị lại giơ tay mời. Rước quan lớn. Khách chạm cốc rồi ngửa cổ uống một hơi. Nghị lại rót thêm và nói. Cái cốc này người ta làm nông quá. Giá quan lớn cho phép tôi lấy bộ cốc vàng thì rót được nhiều hơn. Chắc quan lớn khát lắm. Người Tây Đoan mỉm cười. Tùy ông. Thứ rượu này ngon lắm. Hồi sinh thời, cụ tôi không dùng, đem cất vào xó, lẫn thóc đến 30 chai đấy. Bây giờ tôi mới biết, suýt nữa quên thì phí. Rồi ông cười thực to để che lấp sự lo lắng và nghĩ ngợi. Về việc rượu này, chắc ông phải phạt nặng. Tôi không hiểu sao pháp luật lại quá bất công thế. Tôi đã làm nghị viên, rất trung thành với hai chính phủ. Không nhẽ tôi lại dám làm điều phi pháp. Phải, điều đó tôi vẫn hiểu và không ngờ ông gì cả. Nhưng pháp luật là pháp luật. Ruộng của tôi rất nhiều, không những ở tỉnh này mà còn ở tỉnh khác nữa. Chẳng lẽ thửa nào tôi cũng phải cho người đi canh hay sao? Mà nếu lệ nhà Đoan nghiêm ngặt thế này thì những đứa ghét tôi chỉ một ngày có thể dễ làm tôi khánh kiệt cả cơ nghiệp được. Khách không đáp, chỉ mỉm cười. Nghị lại nói tiếp. Làng tôi có một thằng xưa nay sinh nhai về nghề nấu rượu. Tên nó là thằng Trương Thi. Chắc nó bỏ rượu lậu vào ruộng nhà tôi. Tránh hội mách. Bẩm, nó định bỏ vào ruộng nhà thằng Pha kia đấy ạ. Vì hai đứa xưa nay vẫn thù hằn nhau. Phải, chính thằng Thi đi báo tôi. Đấy, việc rõ rệt như thế mà quan lớn phạt tôi. Thật là oan tôi quá. Người Tây nhún vai. Nhưng tôi biết làm thế nào. Ông với tôi vốn là chỗ bạn bè thân. Vừa lúc ấy cô Năm về, nhận đích là ruộng nhà. Nghĩ lại nghĩ lùng lắm. Rồi ông sực nhớ ra, mắng đầy tớ. Kìa chúng mày, sao không mời các thầy xuống nhà ngang xơi nước?
Đợi khi trong buồng vắng, ông Nghị cười thân mật nói: "Đành tôi chịu cái vạ vịt, nhưng chỗ quan lớn với tôi, quan lớn có thể cứu tôi không? Tôi thì không văn hoa lễ phép được như ta, nên mới hỏi thẳng quan lớn như thế." Người Tây Đoan lắc đầu: "Không thể. Việc tôi về đây khám rượu ở sở có biết, và người làng này cũng biết cả." "Thì tôi tưởng như quan lớn làm như khám không thấy gì." "Không được, có hẳn hoi và có hương lý làm chứng." "Ồ, làm gì? Hương lý ở đây là đầy tớ của tôi cả, tôi bảo gì chúng nó không phải nghe. Quan lớn làm ơn cứ xé biên bản đi, thế nào tôi cũng không dám quên ơn quan lớn." "Không được ông ạ. Tôi làm nghị viện rất trung thành với hai chính phủ, cho nên tôi không muốn có dấu vết gì xấu trong lý lịch tôi với nhà nước." "Tôi chỉ ngại điều ấy, chứ sợ gì món tiền phạt. Nhà tôi như thế này tôi thiếu gì, chắc quan lớn cũng biết. Tôi hầu hạ các quan, có lúc tốn kém đến bạc nghìn mà có tiếc gì. Đấy, ngay như mấy lần Tết nhất, tôi vẫn đi lại hầu quan lớn thì quan lớn biết." Ông Loan gật gù đáp: "Nhưng tôi không muốn làm việc phi pháp." "Thôi, tuy vậy nó hợp với tình bạn. Tôi không quên ơn quan lớn đâu mà. Trước kia tôi chưa nhờ vả gì quan lớn, mà con đi lại hậu hĩ, nữa là bây giờ tôi làm ơn quan lớn." Người Tây Đoan nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi nhỏ: "Thửa ruộng ấy ông cho đứa nào cấy?" "Tên Nguyễn Văn Lành." "Nó ở đâu?" "Nó ở Tổng Hà Trang, cách đây chừng 10 cây số." Người Tây Đoan nghĩ ngợi rồi gật đầu, nghĩ lại vui vẻ xuôi: "Tuy ở xa, nó có thể chịu trách nhiệm về việc rượu lậu này vì tôi đã giao ruộng cho nó. Xin quan lớn cứ bắt và làm tội nó, thế thì công bình hơn là bắt tôi." Người Tây Đoan đứng dậy cười, bắt tay ông Nghị và lắc đầu than thở: "Tôi vất vả về ông." Ông Nghị khúm núm đáp: "Không dám." Rồi ông tiễn khách ra cổng, nhìn theo ân nhân với một nụ cười. Tất cả bao nhiêu bạn đầu gối tay ấp của Nghị lại đều lên cả nhà khách, uống nốt chỗ rượu sâm banh còn lại và chờ chồng về. Xem kết quả cuộc điều đình ra sao, ai cũng tỏ ra mình tha thiết đến hoạn nạn của gia đình lắm. Tiễn người nhà Đoan xong, Nghị lại trở vào nhà, mặt hầm hầm đi vào buồng khách. Ông vứt bịch khăn xuống sập, cởi áo da, áo trắng và áo cộc ra. Bên bức truyền thần một ông quan mũ áo chỉnh tề hiện ra một thằng người trơ trơ bằng thịt bằng xương. Nói cho đúng, thịt thì Nghị lại hiếm, nhưng xương thì ông rất nhiều, vì ông cởi trần nên để lộ ra một thân thể gầy còm, rất đáng thương. Tưởng chừng như cả bộ xương sọc sạch ấy chỉ dính vào nhau một cách lỏng lẻo mà va vào đâu một tí, là cả cái khung người phải bẹp rúm gió, khó lòng nắn lại cho nó nguyên hình. Cô tư quạt cho ông hỏi: "Thế bây giờ công việc ra sao ạ?" Nghị lại phùng mồm, thở phù một cái, rồi kể lại chuyện cho các vợ nghe. Cô bà nói: "Đấy, tôi đoán là không việc gì. Chả đúng à? Chắc quan nói người ta nể." Cô nằm ỏn ẻn nói: "Tôi thì cứ lo lo là..." Bà cả cau mặt bảo đầy tớ: "Phát, tao cho phép mày gặp thằng Trương Thi đâu thì cứ cắt gân nó đi cho tao, tội vạ đâu tao chịu." Cô bà xui ông Nghị: "Cắt gân mà thôi à? Quan làm cho nó ăn mày phen này ấy chứ lị." Cô Hai nói: "Mà cứ để ruộng ngoài lọt vào ruộng nhà thành ra rắc rối." Cô Từ cãi: "Thì quan dỗ dành nó mấy lượt, nó không bán đấy chứ." Bà cả chép miệng: "Không thể để thế lâu được." Trong khi từng ấy người bàn tán, Nghị lại không thèm vào nửa lời. Ông nằm trên sập ngẩn ra, nhíu đôi lông mi lại. Chợt ngoài sân có tiếng chuông rung, rồi một lát Phát đưa một người đàn bà vào. Người đàn bà đặt gói chè vào cái khay, rồi ngồi thụp xuống đất, vừa lạy vừa nói: "Lạy quan, thầy cháu sợ phép quan lắm, không dám đến để lạy quan, mà thầy cháu hiện từ trưa đến giờ không biết đi đâu mất. Thực quả tình thầy cháu chịu tội với quan nhiều." Nghị lại ngồi nhòm dậy, hỏi Phát: "Đứa nào thế mày?" "Bẩm vợ nhà Trương Thi." Nghị lại trợn mắt quát: "À, mày phản tao?" Vợ Trương Thi sợ khóc lóc: "Thầy cháu lo quá, phát sốt phát xét lên, mà thực quả tình nào có biết ấy là ruộng của quan. Lạy quan làm tình làm tội gì thì thầy cháu cũng chịu, nhưng xin quan nghĩ lại cho, nhà cháu hai vợ chồng dại với 7 đứa con thơ." "Chồng mày bỏ rượu lậu vào ruộng tao, rồi đi báo quan, mày còn bảo tao thương thế nào?" "Lạy quan, thực oan cho thầy cháu quá, thầy cháu cũng như tôi con quan. Vậy con nào lại phản bố bao giờ?
Lạy quan. Quan đánh cho hai chữ đại xá thì con mới dám cho người tìm thầy cháu về. Con chỉ sợ thầy cháu liều lại đi đâm đầu vào xe lửa hay xuống sông thì thực là khổ quá. Nói đến đây người đàn bà cảm động quá, lại nức lên khóc, nghĩ lại nguôi cơn giận hỏi. Tao có thể bỏ tù vợ chồng mày lúc nào cũng được. Song vốn tao nhân đức, tao không nỡ. Mày sinh nhai bằng nghề quốc cấm, lại đi làm hại người ta. Bẩm quả nhà con lập tâm báo thù thằng Pha, chứ có biết đâu ruộng ấy là của quan ạ. Tao cũng chiều tình cho nhà mày, nhưng sao trong làng trong nước chúng mày nỡ cư xử với nhau tận tình thế? Vợ Trường Thi che lỗi vội nói. Lạy quan, quan mắng chửi thế nào chúng con xin chịu, nhưng chính nó gây sự với con nhiều lần, con nhịn mãi đến nỗi uất lên không chịu được. Bẩm ở làng này nó chẳng để dò ai, nó cũng nói chẳng ra làm sao. Nghị lại cười, người đàn bà mỏng môi lại hót thêm. Bẩm con nói câu này, quan lại bảo con ghét nó mà mách. Chứ cái ngày quan dạm mùa ruộng nhà nó đã không bán, lại còn nói xấu vô số. Nghị lại cười lạt nói. Hừ, cứ nói cả huyện này, ta lấy ruộng đứa nào mà không được. Vợ Trương Thi phỉnh. Dạ lạy quan thì hay thương người, quan chẳng nỡ làm thế, quan để cho tôi con được nhờ. Nghị lại vênh váo như tưởng mình phúc đức thật, nhìn người đàn bà ra ý vừa lòng rồi nói. Thế nhà mày với nhà thằng Pha thù nhau, sao không đi kiện trên huyện lại bỏ rượu lậu như thế? Thưa quan, con có ngờ đâu lại bỏ nhầm ruộng, chứ nếu đúng thì không những nó phải đi tù, lại còn mất nhà mất cửa nữa. Kiện ở huyện, bất quá mình tốt lễ, quan trên mới xử cho được, và nó chỉ phải tù là cùng, ngộ nó tốt lễ thì mình công toi. Nghị lại lắc đầu cười. Bởi vì mày lo chỗ không đáng lo, lo những chỗ đáng lo thì nó có thoát đằng nào được. Lạy quan, cũng tại nhà con không có tiền lễ quan huyện, đằng này bỏ rượu vào ruộng thì chẳng tốn kém gì cả. Không có tiền lễ quan mà mày lại không biết ở làng này ai thân với quan để mà nói à? Vợ Trường Thi ngẫm nghĩ rồi đáp. À lạy quan, tại con chưa nghĩ ra, bây giờ quan dạy con mới biết quan thân với quan huyện, con cũng sợ chả dám đến nói. Nhỡ quan chửi cho thì làm thế nào? Nghị lại mắng. Chúng bây làm như tao ác khẩu lắm đấy. Đứa nào cũng sợ tao chửi. Tao đã chửi đứa nào bao giờ? Ở làng này ai có việc gì nhờ tao, tao cũng sẵn lòng giúp. Nào vay tiền ư? Nào nói với quan hộ ư? Tao đã từ chối ai chưa? Lạy quan, quan thương dân như thương con. Giá trước kia con biết quan dễ dãi thế này thì con cứ chăm sự nhờ quan cho xong. Nghị lại gạt. Thế bây giờ mày muốn kiện nó không? Bẩm bỗng không chả lẽ lại kiện. Con mẹ mới thật thà chứ. Thiếu gì cơ, mày cứ qua cửa nhà nó, nói trêu tức nó một câu, xem có thành chuyện to không nào. Vợ Trường Thì vui sướng. Dạ lạy quan, rồi có thế nào thì chăm sự con nhờ quan. Mày về gọi chồng mày đến đây, tao vẽ cách cho mà làm. Vợ Trường Thì sắp đáp, bỗng bên nhà ánh, chỗ hàng rào râm bụt, nổi lên một hồi chửi rủa, tiếng lanh lảnh réo sang bên nhà Nghị lại. Bà mất nhà mất cửa, bà đi ăn mày, nhưng bà hãy chửi cho sướng miệng hôm nay, chứ nó lại độc ác tàn nhẫn thế à? Đất nhà nó rộng thế, chứ còn muốn rộng đến đâu nữa? Nó lại muốn chiếm cả nhà cho vuông, cho đẹp dinh cơ kia. Nó để chôn vợ chôn con nó à? Bà không bán, nó lập tâm thả chó sang nhà bà, để suýt nữa còn bà chết sòi ruột. Rồi bà đánh chó nó đi kiện. Nó lại xui người đến mách bà bán nhà để lấy tiền lễ quan. Rồi nó muộn người đến mua rẻ. Nghị lại vờ không nghe tiếng, nhưng mặt cứ xám dần. Vợ Trương Thi sợ ông ngược, bèn chào và ra. Bụng khấp khởi mừng thầm vừa thoát được nạn lớn, vừa được chỗ có thế lực để trả thù. Sung sướng bao nhiêu, chị phục quan Nghị nhà chị bấy nhiêu, và nguyền rủa mãi những người ghét ông. Họ bịa ra những chuyện chẳng đáng tí nào để nói xấu ông là thằng giàu đều già, quanh năm hút máu mủ những hạng cùng đinh. Chiều nay, Nghị lại ra đường chơi mát. Đó là một điểm lạ, không biết hay hay dở và cho ai. Không bao giờ ông đi như thế lại không có mục đích. Bao nhiêu công việc ông đã định trong bụng cả rồi. Đáp những cái vái dài của người nhờ vả ông, của người tự nhận là đầy tớ, tôi con ông nhìn họ, chứ đầu và môi không nhúc nhích. Đứng xem lũ trẻ con đánh khăng và cãi nhau, ông nhèn mép ra cười.
rồi tạt vào văn chỉ. Ông lấy que móc đất chỗ chân cột, xem còn mối hay chăng. Ông dỗi dãi quá. Qua điếm cành ông bước thong thả hơn. Ông đến xóm Trũng, chị Pha ngồi ở ngõ, đường bế con, miệng lúng búng đầy cơm, tay cầm chiếc đũa, vội vàng đứng dậy ngửa mặt lên trời chào. Lạy quan! Ông nghỉ hơi gật, ôn tồn hỏi. Ừ, nhà mày đâu? Ít lâu nay tôi không gặp. Lại ngửa cổ lên chị đáp. Lạy quan xá tội cho, nhà con đến 3-4 tháng nay, những việc là việc. Mấy lần trên nhà có bận, tao có ý hỏi mà không thấy. Thấy ông nghỉ hỏi, ba vội vã chạy ra lễ phép vái chào. Sở dĩ lâu nay anh lánh mặt, vì mỗi lần gặp nghỉ lại là mỗi lần anh bị ông hỏi đã nhất định chưa. Nhất định, nghĩa là nhất định bán ruộng cho ông. Anh chỉ nhất định từ chối, mà ông thì nhất định đòi mua. Bởi vậy mấy tháng nay, 2-3 lần nghỉ lại cho gọi mà anh đều nói dối là đi vắng. Hôm nay ông đến tận nhà, anh không chạy đâu cho thoát chuyện ông gà mua ruộng. Nghỉ lại hỏi. Thế nào? Lúa má nhà mày có khá không? Bẩm quan con mới cấy. À, tao nghe nói mày mới đẻ con trai. Dạ vâng. Ông Nghị cười vui vẻ bảo chị Pha. Lúc nào thong thả bế nó vào trong tao, tao thưởng cho đồng bạc nghe không? Đã cho nó ăn cơm rồi đấy à? Vâng, cho nó cứng cáp. Mà con đi vắng luôn, cho cháu ăn cơm cho quen. Rồi ông đứng sát gần Pha, thân mật hỏi thầm. Thế nào? Việc nó kiện mày ra làm sao? Pha ngơ ngác hỏi. Bẩm ai? Con không biết. Ông Nghị nháy một mắt, trỏ sang nhà Trương Thi. Chị Pha thấy câu chuyện đột nhiên, ghé lại gần, hai mắt trố lên để nghe. Pha lo lắng hỏi. Bẩm quan, con không biết tí gì. Ông Nghị cau mặt mắng. Chết thật, việc can hệ thế mà mày không biết. Thế hôm nọ hai bên chửi nhau đánh nhau thế kia mà. Lạy quan không, nó chửi con, nhưng con có chửi lại đâu. Thế sao nó lại kiện? Phà không đáp, xám mặt, nhìn vợ bằng đôi mắt đầy ý nghĩa. Tự nhiên anh thương vợ dại con thơ và cảm nỗi nhà nghèo bị cơn hoạn nạn. Nghĩ lại để cho sự lo lắng đủ thì giờ thấm thía rồi mới nói. Mà hình như nó lo ông lục sự. Rồi ông cười nói đùa. Ra nó nói với tao một tiếng, tao cho nó cái danh thiếp lên quan. Có phải bằng mấy lục sự thừa, phải có khi họ đơm nó không? Thế mày định theo kiện hay chịu ngồi tù? Bẩm quan, con chả biết tính thế nào cả. Việc này thì mày tính lấy, chứ ai tính hộ cho mày? Phà thở dài. Bẩm ngồi tù thì khổ vợ con, mà theo kiện thì con làm gì mà có tiền? Nghĩ lại thầm thì. Tao đến đây hôm nay định hỏi mày chỗ này đây, vì tao ghét thằng Trương Ti, nó vừa làm hại tao, chắc mày biết đấy chứ. Dạ dạ. Phà vừa đáp vừa gật đầu lia lịa. Anh đã hiểu câu nói thật của ông Nghị. Thằng bé con bị bế ngửa, chói mắt và bị mẹ nhổ cơm vào mồm, khóc xa xả. Chị Phà lấy chiếc đũa quệt quanh mép nó và gõ vào cổng cành cạch. Mà bản tâm là nó định hại mày kia đấy, nhưng phúc 70 đời nhà mày, nó lại bỏ nhầm sang ruộng nhà tao. Phà lại gật đầu. Bẩm con hiểu. Cho nên tao tưởng mày theo kiện rồi kiện lại nó, chứ có đứa hàng xóm như thế thực là nguy hiểm. Hiện nay còn nhà mà ở, còn ruộng mà cấy, nhưng biết đâu mai đây, vì một hữu dựa của nó mà mày không những khánh kiệt mà còn bị tù tội. Cho nên tao định đến đây bàn với mày, là tao cho mày tiền để mày kiện lại nó. Tiếng cho là một tiếng chưa ai có hân hạnh được nghe phát ra ở cửa miệng Nghị lại. Vì vậy khi nói đến đó, ông dằn rõ to. Và cũng vì vậy, cả bốn con mắt của vợ chồng Pha nhìn lại ông như nhìn một cái kỳ quan vậy. Ông Nghị lại nhắc. Tao cho mày tiền mà kiện lại nó, mày có dám không? Bẩm con sợ quan trên bên anh ấy. Ông Nghị vênh váo nói. Khi nào tao bảo ai kiện, tức thì quan phải xử cho người ấy thắng. Thế mày có điều gì ngại không? Chị Pha bản tính tham lam và nông nổi, mồm lúng búng cơm, bèn xui chồng. Nếu quan thương thì tội gì, làm cho nó biết tay chứ. Nhưng Pha trầm ngâm, cúi mặt xuống đất suy tính. Vợ anh nói. Tiền quan bỏ ra, quan lại nói với quan huyện giúp, thì đằng nào thằng Thi không rũ tù phen này. Nghị lại nói khích. Thật đấy, mày không dám kiện nó thì mày cũng hèn, mà rồi nó đè đầu đè cổ cho, con ạ. Nghe những câu có lý thì bùi tai,
Pha quả quyết. Lạy quan, thôi thì chăm sự nhờ quan. Được, thế thì mai mày vào trong tao, tao vẽ lối cho mà làm, rồi tao đưa tiền cho mà lo nghe chưa. Nói đoạn nghỉ lại quay đi, hai vợ chồng Pha hề hả vái dài. Nhưng mới đổ vài bước, ông Nghị quay lại, à một tiếng rất thiếu tự nhiên. À, nhưng mà nó còn đang kiện mày kia mà, mày phải theo xong cái kiện này thì mới kiện lại nó được chứ. Rồi không để Pha kịp suy nghĩ sâu xa đến những nỗi khó khăn, ông đã nói ngay để gỡ cho anh mối tơ vò. Được, để tao viết lên quan mấy chữ, ngài sẽ dàn xếp bỏ việc này đi, không xét nữa. Pha hớn hở đáp. Dạ, con tưởng con không chửi nhau với nó thì nó kiện thế nào được con? Ồ có chứ, cho nên mày phải kiếm cái gì quà cáp liên quan với cái ông thừa trên huyện nghe chưa? Nghề thế, không thì ai làm việc không cho mình? Ngập ngừng Pha không đáp, Nghị lại phải dỗ luôn. Mày ngại không có tiền à? Cái đó không hề gì. Tao cho mày vay, mấy hột mà sợ? Chị Pha khi ấy đã nhổ xong ngụm nước vào miệng cho con rồi, nên chị được tự do bèn nói với chồng. Quan đã thương thì thấy nó đừng ngại, tiếc đám đồng bây giờ, nhỡ tai hại về sau thì khốn. Ông Nghị hiếp mắt cười khen. Ừ, con mẹ đàn bà mà giỏi. Chị Pha sung sướng. Pha hỏi, bẩm quan tốn độ bao nhiêu? Độ dăm ba đồng chứ mấy vạn. Không để chồng quyết định, chị Pha nói trước. Vâng lạy quan, thế thì chăm sự nhờ quan. Rồi nhìn chồng chị đánh đá tiếp. Tôi tức lắm cơ, không kiện cho nó mất nghiệp thì không chịu. Chốc nó thầy lên hầu quan, quan cho cái giấy cầm lên ông huyện và lĩnh món tiền quan cho mà mua chè nhé. Nghị lại khen chị Pha nhanh việc, rồi dặn Pha. Chốc nữa đến tao nhé, nhưng tao tính cứ đem tiền vào cho đỡ cành càng. Nói đoạn Nghị lại ung dung đi như đi chơi, một lát nữa mới về đến nhà. Nghị lại hãy cho Pha vay tiền, chứ chưa cho không, vì anh cần gỡ cho xong cái kiện rồi mới nói chuyện kiện người được. Vì vậy Pha chỉ nhờ có 3 đồng. Anh rất tin cái sức mạnh của phong thư ông Nghị gửi cho quan. Việc theo kiện, anh không tán thành lắm, nên thỉnh thoảng lại tiếc tiền và phàn nàn với vợ. Để 3 đồng này, vợ chồng con cái ăn no được 1 tháng. Mấy hôm nay, cả vợ chồng anh cũng không đi làm để ở nhà chờ chát quan. Vợ anh vì chạy quá sức hôm anh bị bắt rượu nên cũng cần nghỉ ngơi cho lại người. Nhưng đến 4 hôm, chẳng thấy gì mà ăn tiêu tốn kém sốt cả ruột. Mấy chỗ nợ công đều hứa đến mùa hè sẽ trả bằng thóc. Bởi vậy chị Pha phải giật tạm vào món 3 đồng mất vài hào để đong gạo. Đồng bạc để nguyên thì nó còn lâu lâu nguyên giá trị đồng bạc. Nhưng khi nó tan thành hào thì nó ngoảnh đi ngoảnh lại, nó mòn hết lúc nào không biết. Bởi vậy dần dần vì sự cần phải tiêu lại sẵn tiền trong túi, chị cứ phải mượn tạm mãi cho đến hết hào của đồng bạc ấy. Rồi bác San đến chơi, mách cho chị có món vải trắng, người ta để rẻ có 1 đồng. Chị tham 4-5 hào lãi, lại vay món còn lại để mua, rồi thấy sự chờ đợi vô ích, chị bắt đầu lại gánh hàng đi chợ. Một buổi sáng, Phát đầy tớ Nghỉ lại, dẫn một người lạ đến nhà Pha. Người lạ mặt có cái đặc biệt là mặc 2 áo cộc, áo trong bằng vải, áo ngoài bằng đũi nhuộm vỏ sò, mà cũng dài đến đầu gối, cùng may lối 5 thân và cũng có cổ rất cao. Người ấy mặt khinh khỉnh, đội khăn lượt quấn có 5 vòng, nhưng đằng trước đếm được hơn 10 nếp. Người ấy tay cầm chiếc roi mây quấn tròn đầu, đi tuột vào trong nhà, leo lên phản ngồi, không chào ai cả. Phát chỏ người lạ mặt nói, đây là cậu Lệ trên huyện trên, anh có chát đòi, quan bảo anh làm quen để vài hôm nữa để người dẫn lối. Phát tươi cười lấy cái điếu bát đặt vào giữa chiếu. Phát hỏi, làm gì lôi thôi lại bị kiện tụng thế? Phà cười không đáp. Người lính hút xong điếu thuốc, há toang miệng cho làn khói đặc ngùn ngụt tuồn ra ngoài, rồi vẫn chưa nói tiếng nào, thong thả móc túi lấy đưa Pha một tờ giấy có dòng điếu dấu đỏ. Phát làm hết bổn phận giới thiệu, đứng dậy ra về và máy Pha ra cổng, dì tai dặn. Cậu Lẹ đi từ sáng đến giờ chưa ăn gì, liệu cơm rượu cho chu tất nhé. Pha bồn chồn cả người vì thấy phải tiêu bất ngờ, nhưng biết làm thế nào, anh phải chạy ra chợ bảo vợ về làm đổ chén. Trong khi ấy, cậu Lệ buồn, hút điếu thuốc lào nữa rồi lấy quạt phẩy mạnh chiếu và ngả lưng, nằm một cách khoan khoái lắm. Một lát tiếng ngáy vang như say lúa. Vợ chồng Pha ở chợ về với 1 con gà, nửa chai rượu trắng. Hai người vừa đi đường vừa gắt gỏng nhau về nỗi hiện nay chỉ còn vỏn vẹn có 6 hào chỉ.
Mấy hôm nay hàng ế, tiền bán ở chợ chỉ đủ ăn từng ngày, không thể bù trả món 2 đồng bạc vay tạm được. Nhưng vợ anh quả quyết nói: Thầy nó cứ về trước đi, tôi lại đằng ông Nghị, lại vay ông ấy cho mượn vài đồng nữa vậy. Bu mày nói cứ như của nhà không bằng, nếu ông ấy là người dễ dãi về tiền nong, ông ấy đã chẳng giàu ùn ùn thế này được, không biết chừng 3-4 đồng bạc hôm nọ, ông ấy lấy bà Nghị phân đấy. Thì thầy nó bảo làm thế nào bây giờ? Ông ấy cho ta tiền để kiện còn được, há không cho vay để lo xong cái kiện này hay sao? Bu mày làm thế nào thì làm, hôm nọ ông ấy cứ bắt tôi vay 5 đồng, mà tôi nhất định chỉ cầm có 3. Tôi sợ vay lãi, mà nhất là lãi của tiền ông Nghị. Được, thầy nó kệ tôi là đàn bà càng dễ nói. Bàn nhau xong, vợ Pha đến nhà Nghị lại, và anh về nhà mổ gà làm cơm. Độ nửa giờ sau, chị Pha hớn hở về, vừa đến ngõ đã khoe: Thế mà đàn ông lắm cái đoảng hơn đàn bà. Giá thầy nó đến, chưa chắc ông ấy cho vay đâu. Người ta cứ bảo ông ấy ác nghiệt, nhưng ít lâu nay ông ấy dễ dãi đấy chứ. Vừa nói chị vừa cởi giải yếm, xòe cho chồng xem 5 tờ giấy, 1 đồng và cười nắc nẻ. Pha chặt thịt và lòng gà xếp vào 2 dĩa phố rồi đặt lên chiếc mâm gỗ. Đầu và 2 chân, anh bày 1 đĩa riêng. Vợ anh nhanh nhẩu gắp dưa giá và da cây chanh và dăm chiếc lá non đặt ở gốc mâm bên cạnh chiếc chén muối bọt to và đỏ. Rồi khi 2 bát chiết yêu nước luộc gà đã múc thì mâm cơm trông đã tạm tạm tươm. Pha lấy khăn rửa mặt lau chiếc chén vẫn úp trên cũi trong buồng rồi cung kính bưng mâm lên. Người lính ngồi nhổm dậy, duỗi khục 2 cánh tay, đứng lên vươn vai vặn lưng, bẻ đầu và vẩy cảnh rồi lại ngồi xuống. Pha rót rượu và mời: Nhà cháu chẳng có gì, mời cậu xơi tạm chén rượu. Khách nhìn 2 dĩa thịt gà trắng nõn thì bằng lòng lắm, nói lê lệ: Bác Bảy vẽ quá, cơm dưa muối thế nào cho xong thì thôi, lại đem mà mổ gà. Đoạn hắn xoa 2 bàn chân đẩy đất vào nhau, ngồi xếp hàng tròn lại, cầm chén mời chủ: Nào, ta cùng ăn cho vui. Đã, tôi có phép cậu từ sáng rồi. À, tôi tưởng chưa ăn thì cùng ngồi cả vào đây cho vui. Tôi tiếng thế mà bình dân lắm kia. Vậy tôi có phép rượu bác nhé. À, bác bảo cho quả chanh với tí ớt. Phà thấy phiền hết sức, xong cũng phải bảo vợ chạy đi mua những thứ gia vị thiếu ấy. Khi chị Pha về, người lính trách: Tưởng nhà có sẵn chứ nếu không thì mua làm gì. Khách khề khà, vừa uống vừa nhắm rất thô tục. Trong khi ăn, anh ta chẳng nói với chủ tiếng nào, đánh loáng 2 đĩa thịt luộc đã gần hết. Phà phát ngượng về sự thiếu đồ nhắm, phải làm lối lịch sự. Xuống bếp chặt nốt chỗ thịt để dành chiều vợ chồng ăn với nhau. Thấy được tiếp đồ ăn, khách càng ăn càng uống già. Anh nốc từng hụm rượu và nuốt ừng ực. Và thấy chủ nhân tử tế, anh ta mới cảm khái nói: Tôi lấy làm lạ, sao ông Nghị lại cho người đưa tôi sang đây, mà không cho tôi ăn cơm ở bên ấy. Quan sai tôi về đây về việc của ông ấy, ông ấy phải mang ơn quan, phải mang ơn tôi. Thế mà nhà giàu có là thế, lại đùn cho nhà bác phải làm cơm rượu. Pha dò hỏi việc kiện tụng của mình, người lính làm ra vẻ bí mật, chứ không chịu thú rằng không biết. Việc quan, tôi nào dám tiết lộ ra ngoài. Chẳng mấy chốc nửa chai rượu hết bay, Pha cầm lấy chai, nói rằng đi mua thêm để gọi lịch sự của ông khách bình dân vốn hay từ chối. Nhưng ông khách lại dặn: Này, bác xem ở đâu có bán cái xô ngang thì mua, chứ thứ này nhiều cồn uống không tốt. Pha bấm bụng lấy hào rưỡi và nhờ bác Tư Dậu, con dâu bà trưởng bạt, mua bên Trương Thi hộ, chứ anh không dám ra mặt. Ăn no say xong, người lính ngủ một giấc dài rồi khi dậy, vòi pha 2 hào, gọi Nhã là tiền xe để về huyện. Trời nắng đã bắt đầu dữ, hai bên đường chẳng có một bóng cây, chỉ có một cánh đồng phẳng lặng với làn nước loang loáng. Pha lên huyện hầu kiện. Anh đội khăn lượt, mặc áo vải tây đen và quần trắng vải to là những thức anh sắm đã lâu nhưng ít khi có dịp dùng. Anh mượn cái ô trắng để che vì từ làng lên huyện xa những 6 cây số. Anh vừa mừng lại vừa lo, mừng vì trong lưng có phong thư của ông Nghị, anh chắc chắn thế nào cũng được quan thương mà ngơ đi cho. Lo vì bỡ ngỡ, mới đến cửa quan lần này là một. Anh dắt 5 đồng 2 hào tư, chẳng phải anh biếu cả quan chỗ tiền ấy. Ông Nghị bảo tạ đổ 2-3 đồng là quá phải. Ông đã dặn lối vào công đường, chỗ nào là trại lệ, chỗ nào là trại cơ, chỗ nào là buồng giấy ông Thừa ông Lục, chỗ nào là chỗ quan ngồi.
ông lại chỉ bảo anh dành giọt lời ăn tiếng nói với lính và quan nha. Ông bảo vì anh là dân nên phải lên đúng ngày giờ hầu kiện cho phải phép, chứ cứ như ông thì chẳng phải đến công đường hoặc lúc nào lên cũng được. Ông quả quyết anh chỉ phải giáp mặt quan độ một lát rồi lại được về nhà ngay, cho nên vợ anh dặn nhân tiện lên huyện thì chỗ tiền thừa, anh ra phố đến hiệu chú sĩ mua 10 phong thuốc lá và vài chục diêm, nửa tá xà phòng, một hộp lơ và hai cỗ tổ tôm. Đến cổng huyện, anh đứng ngoài nhìn vào, thấy trong tấp nập những người đi lại. Anh có ý tìm cậu lính hôm trước để gọi, nhờ cậu đưa đường cho thì hơn, vì cậu dặn khẩn khoản thế nào lúc đến huyện anh cũng vào chơi uống nước. Nhưng anh không gặp người quen, anh đành theo các người khác vào trong sân. Qua mặt người lính khổ xanh bồng súng gác ở cổng, anh lễ phép ngả ô rồi tiến đến góc bàng có bóng mát bẽn lẽn đứng chờ. Tuy vậy anh cũng sợ, anh chẳng dám đường đột nhìn ai. Trong lúc đắn đo lại thấy những tiếng dạ, những lính lệ cắm cổ chạy. Anh tính trở về nhờ ông Nghị viết cho lá thư khác, đừng nói anh kiện tụng lôi thôi nữa. Bỗng có người đến hỏi làm anh đứt mối nghĩ ngợi. Người kia việc gì? Phà khép nép thưa. Thưa cậu, tôi mang giấy của ông Nghị lại lên hầu quan, nhờ cậu bẩm hộ. Người lính không đáp, khủng khỉnh đi thẳng đến một người dân khác đứng gần đó. Một lát, một người lính nữa đến nói sẵn, và pha cứ câu ban nãy trả lời. Một lát nữa lại người lính nữa đến xoắn suýt, nhưng lại có câu trả lời ấy thì lại có sự lãnh đạm ấy. Phà nhớ cái quang cảnh ở bến ô tô ngoài tỉnh và sự mời chào của những người bán vé. Anh biết rằng đã khờ vì không đáp thực thà. Việc đưa thư cho ông Nghị không khiến họ phải chú ý bằng việc mình có giấy quan đòi lên hầu. Bởi vậy người lính thứ tư có dáng tử tế hơn, anh đáp: tôi lên hầu kiện. Nhưng người lính cau mặt gắt: hầu hạ gì bây giờ, quan đang bận. Nhưng giấy sức khẩn kia mà. Người lính lại gắt: đợi đấy, mai. Rồi anh ta cầu nhau: sức quan thì tờ đếch nào là không khẩn. Kinh ngạc pha đáp: chết, nhà tôi ở xa lắm, cậu vào trình quan hộ cho tôi còn về. Cậu lệ ngắm pha từ đầu đến chân, rồi đứng gần lại, hất hàm thân mật hỏi nhỏ: có gì không? Pha vui vẻ móc túi lấy phong thư và mỉm cười đáp: có, giấy của ông Nghị tôi. Bỗng huỵch một cái, pha bị ngay một quả tống vào ngực đau điếng. Này Nghị này, cậy gốc Nghị à? Nghị thì đến ngày kia. Nói đoạn lính lệ quăng thư xuống đất và bỏ đi chỗ khác. Pha sợ run, cúi nhặt. Anh không hiểu tại làm sao cả. Anh phải chạy theo nhũn nhặn hỏi: sao lại ngày kia cậu? Cậu làm vung vào trình quan hộ. Người lính đứng lại, nhíu lông mi, hất hàm về cửa công đường như có ý thách: đấy, cậu có Nghị thì cứ vào. Pha tưởng thật vừa bước đi thì bị lôi ngay tà áo lại. Mảnh vải cũ rách toạc ngay một đường. Pha vừa tức vừa sợ. Anh lính đỏ mặt, sừng sộ hỏi: đi đâu? Pha không biết đáp câu hỏi vô lý ấy thế nào. Người lệ vừa bảo anh cứ vào, lại hỏi anh đi đâu. Thật là khó hiểu quá. Giữa lúc ấy có tiếng gọi, lính dạ rất to và thoăn thoắt chạy đi, nhưng còn quay lại, giơ bàn tay ra đe: đứng đấy, liệu hồn. Thấy mình được tự do, Pha mon men tiến đến cửa công đường, thập thò ngoài buồng giấy quan huyện. Bên buồng cạnh, các ông thừa và nho đương làm việc rộn ràng. Pha lách mắt, ngó qua lỗ thủng ở bức bình phong, nhìn vào trong. Thấy quan đương hút thuốc lá và lấy dao cạo một miếng xương trắng, anh toàn mạnh dạn bước vào thì thình lình bốp, một cái tát của tay chuyên môn làm anh đinh tai choáng óc. Ôi! Anh bật lên tiếng kêu. Lập tức anh bị giật cổ ra bậc hè, suýt ngã bổ chừng xuống sân. Người lính nghiến răng trỏ vào mặt: mày định kêu cho cụ tổ mày nghe tiếng phải không? Bố mày đánh thì phải câm kia mà. Lạy cậu, bố mày bảo mày đứng ở chờ ở kia, sao mày không nghe? Muốn tù thì bảo. Hết cơn bàng hoàng, Pha như cái máy theo người lính kéo áo lôi đi. Đến đầu công đường, người lính trợn mắt hạch: mày muốn vượt quyền ông thì mày bảo. Dứt lời, anh bị một quả tống nữa vào giữa ngực. Lần này đã là lịch duyệt, anh cố nhăn nhó chứ không dám kêu. Những người lính cũng dọa: kêu ông bỏ tù, ông đánh cho mất thói tự do đi. Mày đừng tưởng quan như ông Nghị nhà mày ấy. Pha còng lưng, ôm ngực nói: cậu bảo tôi phải vào mà. Bố mày bảo thế nghĩa là bố mày bảo liệu hồn. Quần ngu như lợn, mày không biết mày muốn vào quan thì phải nhờ đến bố mày đây à? Bây giờ Pha mới hiểu cái uy quyền của cậu lệ, thì ra còn to hơn cả ông Nghị làng anh. Anh vội vàng lại:
Lạy cậu, cậu tha cho, có gì tôi không biết xin cậu cứ bảo. Thế sao tao bảo có gì không, mày lại cậy có giấy của ông Nghị mày. Ông Nghị mày oai lắm thế à? Vâng, quả thật tôi không biết. Quả cái thằng bố mày, thế mày tưởng mày lò bố mày mà mày lọt quan à? Phà Hiểu vội vàng nói. Cậu cử cho tôi vào, tôi xin hậu tạ. Người lính lắc đầu. Không hậu tạ gì cả, có gì thì đưa ngay. Tút xuỵt, không có quan gọi tao bây giờ, tao không có thì giờ lôi thôi. Nói chưa dứt câu, người lính thò tay vào nắn hai túi và thắt lưng người dân khốn nạn. Khi thấy cục nút, hắn hiểu là tiền, vội vàng dịu ngay mắt lại, đổi giọng nói. Các anh ngu lắm kia, có việc vào quan lại cứ không muốn mất tiền, để người ta chỉ bảo công việc cho. Mau lên, đưa đây mấy hào. Không thì... Lạy cậu, tôi quả thực nghèo túng. Người lính trợn mắt. Đổ các anh ngu như lợn. Một đằng được vào hầu ngay, được xử tử tế. Một đằng phải cơm hàng, cháo chợ. Để chờ không biết đến bao giờ. Anh chọn đằng nào? Phà nén lòng để cười nhạt. Anh không dám đắn đo, khẽ thở dài thong thả quay mặt đi, cởi nút thắt lưng, lấy ra một hào, mỉm cười đưa vào tay người lính. Chỉ có thế này cậu nhận cho. Người lính cầm tiền bỏ túi xong mới nói. Bỏ ra hào nữa, không có thì thôi. Lạy cậu làm gì còn? Thì thôi. Người lính quay bước đi, anh Pha vội vàng gọi lại. Cậu! Anh lắc đầu, lúi húi lấy ra hào nữa và vừa buộc nút lại vừa nói. Thật quả chỉ còn thế này, tôi có biết đâu lại ở đây phải thế. Bất đồ mấy mươi xu rơi tung ra, người lính vội vàng nhanh như cắt, cướp lấy cướp để và cười sảng sặc đắc chí, bỏ tiền vào túi xong, hắn đưa Phà đến trước buồng giấy quan, cầm tờ sức vào. Một lát hắn quay ra vẫy tay bảo, sang bên ông lục sự. Thấy không được vào quan để đưa thư ông Nghị, cái thư nhờ quan bênh vực mình, Phà chủ trừ rồi đánh bạo nói khó với người lính. Nhờ cậu làm phúc trình quan cho tôi, để đưa ngài bức thư của ông Nghị tôi. Ông Lệ gắt thầm. Con khỉ, ban nãy thì không nói, để đến mai cũng được. Không, thư cần kia. Đấy thì mà kệ, đây không biết. Phà nghĩ đến cái bạt tai lúc nãy, tần ngần không dám tiến, nhưng người lính lại giục. Vào đi, quan đang dỗi, con khỉ. Phà dựng cái ô vào tường rồi vào khom lưng vái chào. Lạy quan lớn. Quan vẫn cạo quân bài mà trược và hút thuốc lá như ban nãy. Ngài không ngẩng đầu lên mà cũng không đáp, cho nên Phà đứng khoanh tay chờ. Quan phụ mẫu là một người có nhiều cái đặc biệt. Đứng trước ngài, ta có cảm tưởng hỗn xược như ta lại phải ăn một mâm cỗ đầy ắp những thịt mỡ khi ta đã no nê. Nghĩa là ta phát ngấy về sự phị nộ của ngài. Ngài cúi mặt xuống, cả tấm thịt trên quai hàm bị cổ áo cứng nó đùn lên, nó vẽ nên một nét răn, chia má ra làm hai khu đều nhau, khu nào cũng phính và nung núc những thịt. Cái tấm má ấy đầy đặn đến nỗi giá chỉ một mũi ghim nhỏ lỡ đụng vào là chỗ đó có thể chảy ra hàng lít nước nhờn nhờn mà ta quen gọi là mỡ. Lông mi ngài rậm và mỏng lên, đối với đôi mắt ngài hùm hụp cong xuống, từ thái dương đến má, đến xương quanh miệng ngài, người ta tưởng mặt ngài làm bằng sắt vì nó đen đen. Nhưng không, màu ấy chỉ là di tích bộ râu quai nón mà sáng nay ngài quên chưa cạo. Ngài đặt lên đầu một vòng khăn không xứng đáng, vì đối với cái mặt vĩ đại ấy, nó phải nhiều nếp hơn, cho nên quấn quanh đầu ngài, nó như chiếc vành sắt đai quanh một thùng gỗ gánh nước. Mà khăn ấy ngài đội một cách rất trướng, đến nỗi một người nào trong mặt trận dân chủ tân phải cáu mà vô phép, ngài ấn thật mạnh đằng sau xuống cho nó chùm nốt gáy. Riêng ở người ngài, sự oai vệ cũng đã quá đầy đủ rồi. Thế mà đằng sau đằng trước, bên phải, bên trái còn bày la liệt những thứ khiến người yếu bóng vía phải dùng mình. Thanh quất, súng lục, súng trường, gươm, giáo, bát giả mâu, kích. Giặt những thứ chỉ quẹt vào thằng dân nào là thằng ấy đủ chết mất ngáp. Ngắm từng ấy thứ tự nhiên mặt Pha xám dần. Bỗng quan ngẩng lên nhìn, một luồng điện làm anh choáng vía. Anh run lên, không nói ra hơi nữa. Việc gì? Nghe hai tiếng ồ ồ ở cuống họng quá rộng, Pha hoàn toàn líu tắc lưỡi lại. Nhưng hỏi xong, quan đưa mắt xuống quân bài ngay. Lúc ấy Pha mới hoàn hồn dần và nhớ mang máng lại các việc. Pha móc túi lấy bức thư, vuốt cho thẳng thắn, tiến đến cạnh bàn giấy. Tự nhiên anh lại bắt đầu run và quên nỗi chỉ nói được rõ có mấy tiếng. Lạy lớn Nghị. Như cầy sấy, anh đặt thư lên bàn,
Bà lùi lại góc phòng đứng khoanh tay để lấy hồn vía. Quản vẫn cắm mắt vào mảnh xương trắng, đưa tay vớ lấy thư rồi bóc phong bì ra. Đọc được vài dòng, ngài ngẩng đầu lên nói: Quái, tao lạ cho ông Nghị nhà mày ăn nói lắm giọng. Hôm nọ vừa viết cho tao nhờ xử cho thằng Thi được kiện, hôm nay đã nhờ tao xử hòa cho mày rồi. Pha càng bối rối, không hiểu bụng dạ ông này thế nào mà đòn sóc hai đầu làm vậy. Quan đọc nốt bức thư rồi vẫn không ngẩng đầu lên, gật đầu nói: Được, để lời ông Nghị, tao sẽ tha cho mày nghe chưa. Sang buồng thầy Lục, tao bảo thầy ấy liệu lấy cung. Pha dạ và ngắm nghía Quan như ngắm nghía vị ân nhân. Lúc ấy Quan vẫn vừa đọc thư vừa với tay vào cái đĩa không để ở góc bàn. Ngài vét mấy lượt mà chẳng được gì, bỗng ngài ngẩng lên nhìn thẳng vào Pha, ngạc nhiên hỏi: Đâu? Pha ngạc nhiên chẳng kém gì Quan, vì chẳng hiểu Quan hỏi gì, xong anh cũng trả lời: Dạ. Quan cau mặt hỏi: Dạ cái gì? Đâu? Thế ông Nghị nhà mày không dặn mày phải thế nào à? Bẩm có, con phải đem đầu đến kêu quan lớn thương cho. Quan gật: Biết rồi, nhưng vào quan không có lối nói bằng nước dãi. Rồi ngài bắt đầu nói sẵn: Mày đừng láo, ông Nghị viết cả cho tao là mày trình tao 5 đồng và tạ tao 20, vì thế ban nãy tao mới bảo tha cho mày. Và dựng tóc gáy như nghe tiếng sét, thực là tự nhiên anh chui vào hang hùm. 5 đồng thì có, chứ 20, anh lấy đâu ra? Anh oán ông Nghị, bỗng dưng đưa anh vào chỗ chết. Anh run lên, nói như mếu máo: Lạy quan lớn, cảnh nhà con nghèo, quan lớn đèn trời soi xét cho. Quan quắc mắc: Nghèo thì bước, làm mất thì giờ của ông. Nói xong ông gọi: Lính đâu mày? Tống cổ thằng này xuống trại. Lạy quan lớn. Anh lính bàn nãy lại hùng hổ hiện ra, giơ tay vả luôn vào mồm Pha 2 cái, rồi cầm cổ anh lôi ra ngoài. Trong khi ấy không biết Quan đã cúi mặt xuống từ bao giờ, bình tĩnh cạo nốt quân bài mặt trược. Pha định với lấy cây ô, nhưng người lính cứ kéo bừa anh xuống trại. Từ thuở bé anh chưa hề gặp hoạn nạn to, nên lần này anh mê lên như người mất hồn. Anh không hiểu sẽ ra sao, anh chỉ biết rằng tại anh bỡ ngỡ nên mới thành nông nỗi. Thầy đội lẻ đang nằm trên phản, thoáng trông thấy tội nhân, bèn hốt hoảng chạy ra và hỏi lính: Quan bảo giam nó à? Có phải gì không đấy? Con không thấy quan truyền. Thấy đội mở cửa buồng giam lúc ấy chưa có người nào, Tống Pha vào, Pha dẫm lên một lượt đậm đất ẩm. Pha dẫm lên một lượt đất ẩm, ghê cả chân. Cái cùm lim nặng nề nằm lù lù trước mặt làm anh giật mình. Thầy đội nhấc tấm gỗ lên nói: Tao cứ cù mày cho cẩn thận ngồi xuống. Pha không dám cưỡng, vì từ nãy đến giờ anh đã lịch duyệt trốn quyền môn. Anh muốn khóc nhưng lại sợ trái phép, đành giấu sợ buồn bã và ngấm ngầm thở dài. Anh ngồi trên lượt rơm đã nát, cho khỏi bẩn quần và duỗi hai chân lên trên phiến lim có khoét hình bán nguyệt. Thầy đội đặt tấm gỗ trên xuống, anh đau đánh nhói. Cái cùm nặng nề nghiến vào xương như tiện cổ chân anh. Thầy đội khóa đầu chốt lại và đau quá nhăn nhó nói: Lạy thầy nới rộng cho con, buốt lắm. Thầy đội không đáp, đứng gách chân trên mặt phiến lim hỏi: Mày tội gì? Nói cho thật. Bẩm thầy con chẳng tội gì. Mày ăn cướp hay ăn trộm? Cứ nói cho thật, tao liệu cách gỡ tội cho. Và tùy ngủ rốt, những đã biết nghi ngờ, và anh nói có tội gì mà cần giấu, nên nói: Chỉ tại con chưa kịp đưa tiền trình nên quan giam con, có thế thôi. Thầy đội không tin. Sao lại thế? Muốn cho thầy đội hiểu đầu đuôi công việc của mình, mong thầy có thương hại chăng, và bèn kể lể rõ ràng cho thầy nghe. Nghe xong thầy nói: Phải, thằng già ấy nó hay dắt mồi cho quan để làm hại các anh, mà anh phải biết nó cho cả thằng Thi vay 30 để khấn quan đấy. Pha sửng sốt cả người, song anh không tin. Anh nghi ngờ hết thảy những người trong huyện. Anh nhận thấy họ có ý ghét ông Nghị hay sao, nên từ người lính cho đến thầy đội, ai cũng nói xấu ông. Và chăng qua cũng là cái mưu mô họ lừa anh, chứ đời nào ông Nghị lại xử tệ với anh được. Ngắm anh một lát, thầy đội lại hỏi: Mày láo, chứ mày bảo chưa kịp nộp tiền trình quan mà quan giam, hẳn mày đã hỗn láo gì hay có tội gì khác? Trăm thằng vào tù, thằng nào cũng xoen xoét rằng không biết tội gì. Bẩm thật. Thầy đội vờ gắt: Mày nói dối là mày dại con ạ. Mày muốn tao gỡ cho thì cứ thú thực đi. Thú với tao chứ có phải thú với quan đâu. Nói với tao, tao bày kế cho liệu.
Mà khi có tốn cũng tốn ít thôi, chứ mày lên quan, hở cơ ra, ông ấy tóm được thì bỏ mẹ con ạ. Mày phải biết một câu hớ hình trước mắt quan là 1 năm tù, tao bảo trước cho mà biết. Nghe lời hăm dọa và trố mắt nhìn, nao nao cả ruột gan. Nhưng xét tội mình chẳng qua chỉ chậm chạp, nên anh quả quyết đáp. Bẩm quả chỉ vì con chậm đưa tiền trình. Thầy đội nghĩ ra bĩu môi nhạo. Bộ mày thế này mà dám nói có tiền? Mày là cậy có ông Nghị làm thầy, nên mày tăng phú quan. Phà cãi. Bẩm thực con có mang tiền đi. Thấy phà bị trúng kế, thầy đội nói khích để thách. Ừ, thì tiền mày đâu? Mày nói gian lòi đuôi ra rồi. Muốn chứng sự thực thà, pha cởi nút thắt lưng, lấy ra 5 tờ giấy 1 đồng, xòe ra trước mặt thầy đội. Bẩm đây, chứ con có dám nói dối đâu. Bật đổ, thầy đội chộp ngay, bóc lấy 1 tờ, bỏ nghiến vào túi, vui sướng nói. Ừ, tóm được cậu rồi, có chạy đường trời, đang thiếu tiền góp tổ tôm tối nay đây. Rồi không lý sự gì thêm nữa, thầy chạy ra như thằng ăn cắp giật và khóa tách cửa lại, rồi quay vào cười ha hà. Hẳn thầy đắc chí về cách lấy tiền có nghệ thuật. Bị mất tiền, pha của tay theo để vớ lại và đứng phát dậy. Nhưng đánh nhói, anh tưởng gãy chân về cái cùm. Anh ôm cẳng suýt xoa vừa đau vừa tức. Bất giác anh hù hù khóc. Anh không ngờ, trốn công môn lại nhũng nhiễu hơn chợ. Mất 1 đồng bạc, anh có còn 4. Anh lấy gì lễ quan? Theo trong giấy ông Nghị được. Như vậy anh không thể kêu oan nữa. Anh nói dối quan thật, vì anh có đủ đâu 5 đồng. Thế này thì chiều nay hay mai anh cũng không mong gì được tha về. Mà tội lừa quan trên phải biết rằng không nhẹ. Lại nghĩ đến từ hôm qua đến nay, anh mất vào những chỗ không đáng mất gần 2 đồng rồi. Anh tiếc món tiền mồ hôi nước mắt có thể cứu sống gia đình anh ngót 1 tháng trời. Pha ngồi trong buồng giam nhìn ra ngoài sáng, bụng anh lo lắng không lúc nào ngơi. Anh thương vợ phải mong mỏi anh về, mà ngày về của anh chưa biết chừng 1 tháng, 2 tháng hay đôi 3 năm. Chẳng hay vợ anh có biết nông nỗi này mà tìm anh, cố lo cho anh khỏi tai nạn hay không? Thỉnh thoảng những con muỗi to và những con kiến lửa cành lại đốt anh đánh nhói, mà cả 2 đùi tê liệt, máu đọng lại, bấm không thấy đau. Anh mỏi nhưng càng cựa càng đau. Anh thấy ở đời không có cái dại nào giống cái dại nào, tự nhiên vô cớ đưa đầu vào chồng để nên tù nên tội. Anh chỉ mong trời Phật run rủi cho ông Nghị có thể giải thoát cho anh được. Bóng nắng ngoài hè càng dập dân, anh càng nóng ruột, rồi thấy bụng đói và thèm thuốc lào nữa. Nhất là khi lũ lính ăn cơm ở gian ngoài, anh càng cồn cào. Chắc là anh phải nhịn bữa chiều hôm nay. Rồi đến sầm tối, trong trại vắng tanh, anh nghĩ đến vợ anh ở nhà, bụng dạ lại cồn cào hơn đói. Một đêm nay nữa, một đêm lo sợ không ngủ được, anh sẽ thấy nó dài là ngần nào. Nghĩ đến từ sáng hôm nay về trước, anh được tự do mà thèm. Biết bao giờ anh lại được hưởng sự sung sướng như thế nữa. Nhìn cái tương lai mù mịt, anh chỉ thở dài. Anh ngả lưng xuống nhắm mắt lại, cố ngủ cho quên đói, quên mong, quên khổ. Nhưng đất ẩm, anh xê dịch ra chỗ nào cũng không thoát, mũi vo ve như đàn ong. Anh thấy gian ngoài người ta thắp đèn 3 giây. Thầy đội lễ và 4 người nữa, châu đầu vào ánh sáng đánh tổ tôm với nhau. Mỗi tiếng cười giòn giã của thầy đội là một nhát dao nhọn nó đâm vào ngực anh. Anh cố ngủ, song không tài nào ngủ được. Lúc về sáng anh có chợp mắt 2-3 dạo, nhưng lần nào cũng chiêm bao, khi thấy như đang ở nhà với vợ con, khi thấy phải đẩy ra một nơi rừng rú nước độc. Cho nên lúc tỉnh dậy, mình mỏi, 2 chân đau liệt, anh bàng hoàng nghĩ đến ngày mai.